Kết thúc tập 2 The New Mentor, người mẫu toàn năng 2023, team Super Mentor Hồ Ngọc Hà đã có chiến thắng mở màn đầy ấn tượng. Hà nghĩ lần này Hà sẽ lựa chọn Lan Khuê sẽ vào vùng an toàn. Lựa chọn team Super Mentor Lan Khuê an toàn đã khiến cho vòng loại càng trở nên hấp dẫn và kịch tính. Super Mentor Hồ Ngọc Hà phải đưa ra quyết định của mình là sẽ loại người mẫu nào? Không hay. Anh thì trước giờ sẽ không thay đổi lời mình đã nói ra. Trong chặng đua tiếp theo, các Super Mentor sẽ có những chiến thuật như thế nào để lấy lại cục diện và giúp người mẫu tỏa sáng trong những thử thách đầy gay cấn và căng thẳng? Team chiến thắng của ngày hôm nay chính là team của Super Mentor. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hồ linh hoạt đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Comprehensive Area của The New Mentor, người mẫu toàn năng 2023. Khi đến với Comprehensive Area, các bạn sẽ tiếp tục được phát triển những cái giá trị nội tại bên trong để mà có thể ghi được dấu ấn, để mà có thể tạo được điểm nhấn trong cái sự nghiệp của mình. Ngày hôm nay, các bạn sẽ được tiếp xúc với một bộ môn sẽ rất có ích cho các bạn nói riêng và nghề model của chúng ta nói chung. Trước khi biết bộ môn đó là gì, anh xin được phép giới thiệu một nhân vật hết sức đặc biệt, nghệ sĩ ưu tú Trần Hoàng Yến. Nụ cười trên gương mặt cô đã đem đến cho mình cảm giác rất là tuyệt vời rồi, chưa đến những cái gì xảy ra sau đó nữa. Trời, ước gì mình cũng thanh thoát được như vậy. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Trần Hoàng Yến. Dạ, xin chào Dương Sĩ Tiến, xin chào tất cả các bạn. Múa ba lê và nghề người mẫu của các bạn á, Yến thấy có rất là nhiều sự tương đồng. Dạ. Các bạn sẽ đứng trên giày cao gót, trọng tâm của các bạn dồn về phía mũi chân rất là nhiều. Thì khi mà mang giày mũi cứng cũng như vậy. Khó hơn một chút xíu là mình đứng trên 10 đầu ngón chân. Mình nghĩ là các bạn sẽ học rất là nhanh á, tại vì là có một cái sự tương đồng khá là lớn. Những cái yếu tố về cấu tạo cơ thể, ví dụ như là cân nặng hay chiều cao chẳng hạn, có góp phần gì vào
lợi thế hay là yếu thế trong cái việc là mình giữ thăng bằng trên giày mũi cứng hay không? Cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu ạ. Cái vấn đề quan trọng là kiểm soát được cơ thể của mình, điều khiển được từng cái bộ phận trên cơ thể của mình, ví dụ như là vai, lưng, hông, cằm. Kiểm soát được từng bộ phận trên cơ thể của mình thì các bạn sẽ có thể kiểm soát được cái việc mà đứng trên giày mũi cứng để có thể tạo dáng. Và cũng xin giới thiệu với các bạn luôn, nghệ sĩ ưu tú Trần Hoàng Yến cũng sẽ chính là super coach của chúng ta ngày hôm nay. Alita thì không giỏi múa một chút nào. Lại là một ngày căng thẳng hôm nay. Bên cạnh một super coach, chúng ta cũng sẽ tiếp tục có một super mentor đồng hành với các bạn trong cái hoạt động này. Xin trân trọng giới thiệu super mentor siêu mẫu Lan Quê. Sẽ còn một vị khách mời quốc tế sẽ có mặt ở đây ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu diễn viên, người mẫu, MC Chris Howard. When Metini told me that I have to come to Vietnam, I thought, what is the new mentor? But I know it's like viral in Vietnam. So thank you so much, first of all, my Vietnamese fan, of welcoming me into your TV show. Hello, Chris. Hi. Yeah, this is the first time you have seen our top 22 models here. Mm-hmm. So what do you think of them? They're also very beautiful, everyone. So good luck, everybody. Yeah, thank you so much. Xin hỏi siêu mẫu Lan Quê là bạn có thể chia sẻ một tí xíu về cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của bạn đối với cái giày mũi cứng này hay không? Để có thể đứng được trên giày mũi cứng thì đó là điều chắc chắn là không hề đơn giản rồi. Qua bài học này, chúng ta có thể giữ được thăng bằng rất tốt trên mọi địa hình, dựa vào bàn chân và mũi chân, và hơn nữa là có thể có được những cái động tác và những cái tạo hình cực đẹp trong những cái bộ ảnh thời trang. Yeah. Cảm ơn siêu mẫu Lan Quê. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho top 22 thí sinh sẽ cùng hoạt động cũng như tiếp xúc với bộ môn này cùng với super coach của chúng ta ngày hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Trần Hoàng Yến. Một lần nữa, Comprehensive Area mang đến cho người mẫu những trải nghiệm đặc biệt, cao hơn kỹ năng người mẫu thông thường mà họ đã được học. Nếu tuần trước, người mẫu được học những kỹ năng để giúp họ lên bìa tạp chí, cũng như trình diễn những concept liên quan đến dân gian Việt Nam, thì ở tuần này, người mẫu sẽ được tập luyện trên giày mũi cứng, giúp cho những bước catwalk trở nên vững vàng hơn trên mọi địa hình và giúp trục sống lưng của họ thẳng hơn. Đó chính là những kỹ năng cao cấp giúp họ khẳng định được vị trí của mình, khác biệt hơn so với những người mẫu còn lại. Trước khi mình làm quen với giày mũi cứng, mình sẽ khởi động và làm quen với bộ môn múa ba lê bằng giày mũi mềm. Và động tác đầu tiên là releve, tức là nhón lên á, giống như là ai kéo mình lên rất là cao ở trên. Khi các bạn muốn hạ xuống, mình không hạ nguyên người mình xuống, mình chỉ hạ gót chân xuống thôi. Và plie, tức là nhún xuống cũng như vậy. Mặc dù là động tác nhún xuống, nhưng mà vẫn như là ai kéo cơ thể của mình bay lên rồi đó. Vai luôn luôn hạ, cổ cầm nâng lên. Vấn đề cao nhất đó là mình được học hỏi được một cái thứ mới. Và ba lê hôm nay cũng vậy. Và đặc biệt lưu ý là cổ chân của các bạn á, mình sẽ hơi có chiều hướng đứng về phía ngón cái. Các bạn không đứng về phía ngón út, cổ chân của mình nó rất dễ bị chẹo. Khi các bạn đứng ở dưới như thế nào thì các bạn nhón lên, cái gót nó cũng ở vị trí đó, chứ nó không xoay về đằng sau. Thật sự là cái cổ chân của Nhung nó cũng hơi yếu, nên là Nhung cũng khá lo lắng trong cái việc là mình sẽ đứng lên và giữ thăng bằng ở đó, nó có ảnh hưởng tới cái cổ chân của mình hay không. Bây giờ mình sẽ tiếp tục buổi học của mình với giày mũi cứng nha. Cũng sẽ giống như mũi mềm thôi, nhưng mà các bạn cần trút cao người hơn nữa, đẩy tất cả trọng tâm của mình đó về phía trước, nhưng mà đầu gối phải luôn luôn thẳng. Releve lên nửa bàn chân, 1, 2 lên hết, 3, 4 cố gắng lên, hạ vai. Đây là một thử thách đối với mình, bởi vì cái đôi giày nó bó hết cái ngón chân của mình vào, thế nên khi mình đứng lên, toàn bộ trọng tâm của mình lại dồn xuống ngón chân đó. Khép chặt hai chân của mình lại. Đúng rồi ạ, lên nữa, đẩy cao lên, cố gắng lên. Đau đúng không ạ? Ok, cố gắng lên. Chân phải của các bạn đẩy về phía trước,
các bạn đẩy hết mức cổ chân của mình ha. Sau đó chuyển lên hai chân, rồi hạ gót chân phải xuống, giữ chân trái lại. Lợi dụng cái sàn của mình á, để các bạn nhấn cái cổ chân của mình về phía trước như thế này. Đẩy chân về phía trước. Đau quá hả? Rồi, đó. Đúng rồi, rồi rút cao lên hai chân. Một người học trong trường múa phải trải qua 2 năm để có thể đứng được lên dàn mũi cứng. Những người mẫu chúng tôi chỉ mới là ngày thứ 2 thôi. Thế nên là một cái sự rất là khắc nghiệt. Một động tác nữa. Đây là thế 5. Các bạn bám giống và cố gắng mình sẽ rút hai chân lên. Rồi khi mà các bạn releve lên á thì cái chân trước của các bạn á rút theo cái chân sau ha, để hai chân của mình nó chồng lên nhau như thế này ha, và cổ gót chân của mình sẽ đẩy về phía trước. Các bạn không đứng hai chân song song như thế này ha. Plie, 1 2 rút lên, 3 4 rút cao lên, vươn người lên, cố gắng nào, cố lên cao lên. Rồi thực sự là rất là đau. Phải nói là nó rất là đau. Đã quen với giày rồi đúng không? Mình nữa đi cô. Ra ngoài giống nha, bỏ giống ra được không? Không. Bước vào lớp tập luyện hôm nay thì rất là khó khăn, tại vì chưa bao giờ mà em phải đứng trên 10 đầu ngón chân và đi một đôi giày rất là cứng như vậy. Bây giờ mình sẽ tập cái phần tay. Đây là thế chuẩn bị ha. Thế 1 là nguyên một cái khung tay đó các bạn đưa lên. Em cao lên một chút xíu. Rồi. Và bây giờ mình sẽ thử kết hợp tay và chân. Mình sẽ plie ở đây. Và khi các bạn rút lên thế 5 thì mình sẽ tay rút lên thế 3. Năm, sáu, bảy, plie nè. 1 2 rút lên nè. Ê, lên. Ok, yeah. Hạ vai. Đúng rồi. Rồi, xuống đi ạ, xuống. Đó là khó, nhưng mà các bạn làm được. I trained ballet for 20 years. It's very hard. Very, very hard. So for the people that never know ballet before, if they practice only 2 days and they can go on point, I think we have to clap for them already. 5, 6, 7, plie, 1, 2, rút lên. Rút lên, đúng rồi, lên. Mặc. Yeah. Ví dụ các bạn cảm thấy đau á, các bạn không đứng nổi nữa, các bạn có thể thả xuống, mình chống một chân của mình như này nè. Cái chân nào của mình cảm giác dẻo hơn á, mình chống cái chân đó. Mình cảm thấy rất là may mắn bởi vì hôm nay tất cả chúng mình đều được gặp một người thầy rất là nhiệt tình, rất là có tâm và rất là dễ thương. Nhớ là cho dù là cái dáng các bạn có thể kết hợp tay này thế 3, đó, tay này thế chuẩn bị nè. Rồi, hoặc là cái duỗi dài tay ra, mấy cái duỗi dài tay ra này, một tay cao, một tay thấp. Ok. Cái bộ môn này cũng đã cho mình rất là nhiều trải nghiệm cũng như là một chút kinh nghiệm khi mà đứng trên đôi giày ballet và có thể giữ thăng bằng trên những cái đầu ngón chân, sẽ giúp mình trong cái việc đi catwalk trên quốc được tốt hơn. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Trần Hoàng Yến, super coach của chúng ta ngày hôm nay đã vừa hoàn thành lớp tập huấn, tập luyện. Và với tất cả những gì mà nghệ sĩ ưu tú Trần Hoàng Yến đã truyền đạt, các bạn sẽ phải thực hiện một bộ ảnh photoshoot với giày mũi cứng và các động tác múa ballet, và mỗi người mẫu của chúng ta sẽ chỉ có 2 phút để thực hiện photoshoot này. Hơi căng nha. Bản thân cái việc giữ thăng bằng trên cái đôi giày mũi cứng đấy nó đã rất là khó rồi. Bây giờ thì để tạo được những cái dáng mà vừa thời trang mà vừa
mang những cái đặc sắc của cái bộ môn nghệ thuật này thì thực sự là phải đòi hỏi cái sự kiểm soát cơ thể rất là tốt. Và bây giờ thì hoạt động photoshoot của các bạn sẽ bắt đầu. Trong tập này, các người mẫu sẽ thực hiện hoạt động chụp hình cho bộ ảnh The Ballerina. Nằm trong bộ sưu tập The Legacy of the New Mentor, họ sẽ phải hóa thân thành những vũ công ballet và thể hiện ngôn ngữ hình thể uyển chuyển trên dây mũi cứng. Và bây giờ sẽ là bộ ảnh The Ballerina nằm trong bộ sưu tập Legacy of the New Mentor với sự thực hiện của nhiếp ảnh gia Kỳ Anh, giám đốc sáng tạo Alex Fox. Người mẫu đầu tiên thuộc team Super Mentor Hương Giang. Xin mời người mẫu Chúng Huyền Thanh thuộc team Hương Giang. Và 2 phút của bạn bắt đầu. Đẹp. Rồi có hình đẹp rồi đó Thanh, chuyển dáng đi. Cố lên. 1, 2, rút lên. Tay mở ra đi Thanh, tay đừng đóng vô. Đúng rồi, thẳng gối lên, đó. Rồi, lên. Tiếp theo, người mẫu Đỗ Hương Giang thuộc team Hương Giang. Hạ vai. Đúng rồi, đang đẹp đó. Dài chân ra chút xíu nữa. Em buông tay lên theo váy, nhưng mà hạ vai xuống, đừng đóng tay vào. Đẹp, yeah. Rồi, ok đó. A lot of good pictures, even though she's not so good, but her moment. Yeah. Cho anh lần nữa. Ok đó, tốt. Xin mời người mẫu Cao Ngân. Đẩy gót chân lên, tay dài ra. My ơi My, cái phần dưới em ổn rồi, cái tay em xấu lắm. Cái tay vươn dài ra, đừng có co lại nữa. Nhìn về phía trước. Thay vì tay thì phải duỗi ra rất nhiều với biên độ rộng, trông cho nó mềm mại hơn thì mình sẽ cố gắng tạo dáng cái tay trông nó hơi gắt lên một chút xíu. Cái tay nó cứ cong lại hoài luôn á. Có thể là mọi người sẽ không hiểu được hết cái ý đồ của My trong cái thử thách lần này. Giữ thăng bằng ở trên cái đôi giày mũi cứng đấy nó đã rất là khó rồi. Nghiêng người qua bên đó đi, tay dài lên, tay ở trên dài lại. Ồ, cẩn thận. Để tạo được những cái dáng mà vừa thời trang mà vừa mang những cái đặc sắc của cái bộ môn nghệ thuật này đòi hỏi cái sự kiểm soát cơ thể rất là tốt. Người thẳng. Rồi, yeah, đẹp. Đẹp đó. Chắc là mình làm cũng ok. Nhưng mà mình cũng không expect là mình sẽ lại được gọi vào top một lần nữa. Tiếp theo xin mời người mẫu Bảo Ngọc thuộc team Super Mentor Lan Khuê. Ngọc, cái người của mình ngắn lắm cho nên làm mấy cái dáng nó vươn người lên, đừng kéo dài người ra nữa. Thôi đổi dáng khác thì xấu lắm. Đứng thẳng đầu gối lên, 2, 3 lên. Thẳng đầu gối đúng không ạ? Như này là thẳng đầu gối đúng không ạ? Cái đó là cong. Thẳng. Cái gối em thẳng lên. Thẳng lên. Cong chân. Không có cong đầu gối. Rồi buông váy lên. Buông váy, 2, 3. Buông váy, 2, 3. Tay trên dài ra, tay trái dài lên. Đúng rồi, đẹp rồi đó. Đó. Cái dáng đó em quay nha, em quay hơi xéo lại chút xíu, đừng có đứng thẳng đó. Ừ, đúng rồi, quay xéo vậy. 2, 3. Tới tập này thì mọi người cũng đã có một chút kinh nghiệm phần nào trong việc xử lý các động tác của mình trong thời gian ngắn. Không có đẹp nha, dáng nó không đẹp. Không có uyển chuyển và dẻo dai bằng các bạn khác. Em buông váy ngang vậy nè. Không uyển chuyển và dẻo dai theo đúng nghĩa của một người múa ba lê. Thẳng đầu gối đi, thẳng đầu gối. Straight, straight. Nữa đi, bẻ tay ra đằng sau. Đẹp. Nữa. Cao tay phải lên em. Đúng rồi, đẹp nha. Đẹp luôn. Phần thi trước mình đã làm không tốt rồi với bản thân mình rồi thì phần thi này mình phải thật sự làm tốt và phải mãn nguyện với phần thi của mình. Đẹp quá. This one did ballet before. Hy vọng là bản thân sẽ có những bức hình đẹp làm cho mọi người thấy bất ngờ wow vì phần thi lần này của mình. Tay trái dài ra, hai tay cùng dài ra, đừng có co quá. Relax finger. Thả lỏng mấy ngón tay. Bàn tay trái thả ra. Đừng có dừng cổ tay lên em, thả cái cổ tay ra. Vuốt ra. 2, 3. Chị làm mấy cái dáng động đi. Vâng, nhìn cho nó mềm mại hơn. Xin mời người mẫu Ngọc Ánh thuộc team Super Mentor Thanh Hằng.
là đẹp nè. Đã bắt đầu ổn định về cái mặt tinh thần hơn, biết bình tĩnh và biết cảm nhận giữa mình và photo. Anh ơi, em làm mấy cái dáng mà em vươn người lên đẹp hơn là mấy cái dáng thấp á. Vươn người lên đẹp. Ngày hôm nay thì em mới được trải nghiệm những cái posing đó trên chiếc giày ballet thực sự. Độ khó nó phải tăng gấp 3, gấp 4 lần so với bình thường. Ok, tốt. Giờ em không có trụ được trên bên một chân á, em nghĩ là dáng an toàn thôi, cứ xoay xoay sẽ bắt được hình. She's good with her body. Yeah. Tự tin, nghĩ là chờ đợi coi mình có qua vô được top 3 không. Che mặt. Careful, careful. Cẩn thận nha. Cố gắng cũng giống như là biết bảo vệ đôi chân cũng như là những cái thế chụp hình của mình để sao cho an toàn và không bị chấn thương. Easy pose, yeah. But so face and neck okay. Yeah. She's so smart. Cái việc mà mình làm lại cái động tác khởi động mà cô hướng dẫn một cách chuẩn nhất ấy, đấy là cái điều mà mình muốn dành cái sự tôn trọng cho người dạy cho mình. She can go on point for a long time, but no creativity, no think. Dài tay xuống. Và xin mời người mẫu cuối cùng của hoạt động ngày hôm nay, người mẫu Hờ Duyên. Up, up, up. Ngón tay mình mềm lên. Dài chân ra nữa. Chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành xong bộ ảnh The Ballerina nằm trong bộ sưu tập Legacy of the New Mentor 2023. Và bây giờ sẽ là phần đánh giá nhận xét đến từ ban giám khảo. I would like to invite Miss Chris to give your opinion about their working process. Thank you everybody so much for giving so much effort today for your ballet theme. I know it's very hard because ballet cannot be learned in one day, 2 days, cannot. What you guys give us today in the photo shoot of 2 minutes, I think it's the best that a human can do. So that's clap for yourself for ballet. All the 22 of the girls, they're models. So they see new challenge and they have to complete it, no matter what the stage is. I can see that everyone here has an experience of being a model because everyone's face is like sharp, you know, your angle everywhere. Almost in every picture, every one of you have good angle of the face. But ballet is so hard, right? So sometimes position and face cannot go at the same time. That's why you need creativity. So my vote today, it's not maybe not the best in everything, but for me, my points go to creativity. Yeah. Bây giờ thì xin mời chị Trần Hoàng Yến. Chúc mừng các bạn đã thực hiện xong bộ ảnh của mình. Có những bạn á làm cho Yến rất là bất ngờ, bởi vì trong một cái buổi học thì các bạn tưởng chừng là không đứng được trên đôi giày mũi cứng nữa và các bạn đau, các bạn không có muốn đứng lên giày nữa. Nhưng khi mà ra cái buổi chụp hình á thì các bạn đã cố gắng rất là nhiều và đúng rõ ràng ballet rất là khó, và trong chỉ qua một buổi như thế mà các bạn có thể làm được như vậy thì là rất là chúc mừng các bạn. Xin mời siêu mẫu Lan Khuê. Trước khi chị và mọi người cùng đưa ra cái kết quả cuối cùng thì chị có một số góp ý như sau với riêng từng bạn nha. Bùi Tường Vân, chị rất là ấn tượng với em khi mà em trong lớp học với lại cô. Cách em tiếp nhận bài học của cô rất là nhanh, và đến khi em bước vào set chụp thì em vẫn giữ được cái tinh thần đó nha. Và chị rất là kỳ vọng rằng em sẽ là cái người nổi bật nhất trong cái buổi chụp ngày hôm nay. Tuy nhiên, chị nghĩ cái này là ở cái thử thách trước mọi người cũng đã có nhắc nhở rồi mà mọi người vẫn quên nha.
đó chính là mình vẫn đang chụp hình, mình cần có điểm dừng để tạo dáng. Vân liên tục đứng ở trên giày, liên tục di chuyển và kết quả rằng không kiếm được tấm hình nào đẹp luôn. Em hơi tiếc á, tại vì em nghĩ là chắc em có hình đẹp. Do em thấy mọi người khen á là em ôi ơi, em quay đẹp quá. Không ai về đâu không có hình đẹp. Do anh làm nhanh quá. Anh chỉ muốn nói cái cảm nhận của anh. Đó là ngày hôm nay nếu như mà hỏi anh rằng là cái phần thực hiện hoạt động của ai khiến anh thích nhất thì anh thích cái phần của Tường Vân nhất. Từ cái hoạt động hôm nay anh mới bắt đầu có cảm giác em mạnh. Ngọc Ánh, mình phải luôn chú ý rằng những cái dáng đẹp nhất của em là những cái dáng mà nó vươn người lên. Mình hạn chế những cái dáng gãy, nó sẽ khiến cho cái cơ thể mình rất là nặng nề. Gương mặt em và cái tay, cái xếp tay của em chị thấy nó rất là mềm mại và đã cứu được rất là nhiều. Và đó là cái điều mà Kim Nhung phải học. Trong xếp chụp ngày hôm nay, kể cả cái thử thách lần trước cũng vậy, cái điểm yếu của em đó chính là đôi bàn tay. Đôi bàn tay nó rất là thiếu cái sự mềm mại và uyển chuyển. Ở trong khi những cái thử thách này đòi hỏi rất nhiều cái ngôn ngữ bàn tay mình phải được thể hiện. Cho nên em cần phải học hỏi ở Ngọc Ánh rất nhiều về điều này. Nhưng nghĩ tay của mình cứng thật chứ không phải là vô đó mình căng thẳng đâu. Nhưng mà mình cũng có luyện tập nhiều ấy. Nhưng mà chắc đi tập gym nhiều quá nên tay nó hơi cứng, nó hơi đàn ông. Còn một cái này nhắc nhở chung cho team Lan Khuê nha. So với lại các team còn lại của team chị Hồ Ngọc Hà, team Thanh Hằng hay là team của Hương Giang thì các bạn không thể hiện tốt bằng. Các bạn cần phải năng nổ hơn, rèn luyện nhiều hơn. Chị Khuê là một cái người nhìn thấy tổng quan hết. Team Nhung nên tiếp thu và lắng nghe để cải thiện cho những cái hoạt động tiếp theo tốt hơn. Còn lại về mặt bằng chung, các bạn ngày hôm nay làm rất là tốt. Cảm ơn Super Mentor Lan Khuê. Và bây giờ thì anh sẽ mời các vị ban giám khảo của hoạt động của chúng ta sẽ công bố top mà họ lựa chọn. I'd like to invite you, Chris, to say your top. One more little thing. I know that when you go on points, everybody try, everybody is hurting so much. You already try. So my points, I say again, my points is to creativity of your pose. Too much creativity, you get no good picture. Too little is too boring. Okay, so you have to know yourself, you have to know your face, you have to know your body, and these are the my top person. Chloe Phuong Yen. Một lần nữa Chloe lại được lọt vào top 3. Đầu tiên là Mi cảm thấy vui mừng vì trong tim mình có thêm một người mạnh. Thứ hai là mình cần phải nhìn nhận lại về Chloe vì Chloe đã thực sự là một đối thủ mạnh. Bạn mà Yến lựa chọn ở trong top, ngay từ trong lớp học bạn có một cái sự tập trung rất là cao. Yến nhìn thấy được ở bạn cái sự là muốn làm được những cái động tác đó, muốn chinh phục được cái bộ môn múa này. Và khi ra ngoài set chụp á, bạn cố gắng có rất là nhiều cái động tác khó, nhưng mà rõ ràng là nó rất hiệu quả. Cũng may mắn là bạn có một cái đôi chân khá là đẹp và khá phù hợp với bộ môn múa ba lê, rất là ra được cái tinh thần của một diễn viên múa ba lê. Và mũi chân trong tấm hình đó lại cực kỳ đẹp. Bạn đó là bạn Lê Thu Trang. Để có thể mà đứng trên cái mũi chân như thế này á, rất là khó, đúng không? Và rất là dễ té. Nhưng mà bạn trụ được, bạn vẫn đứng vững được và có cái bức hình như thế này thì rất là đáng khen. Bạn mà chị chọn thực ra không phải là người có cái dáng thể hiện đẹp nhất. Nhưng mà như chị nói, đôi khi có một cái gương mặt đẹp, có một cái cách thể hiện ngôn ngữ hình thể đẹp, nó lại là một cái điểm cộng rất lớn. Và đó là lý do không chỉ riêng chị mà hai vị còn lại và kể cả host cũng là đồng ý Ngọc Ánh góp mặt trong top 3. Và chúng ta đã có top 3 rồi. Đây là sự lựa chọn của ban giám khảo và Tiến cũng sẽ thông báo thứ tự của top 3 này. Ai là số 1, ai là số 2, ai là số 3. Và thứ tự này cũng đã được thống nhất bởi tất cả các vị ngồi trong ban giám khảo ở đây. Vậy thì xin chúc mừng Chloe Phương Nguyễn. Bạn đã về vị trí thứ 2. Cảm thấy rất là vui bởi vì mình đã mang chiến thắng lần thứ 2 về cho team của mình. Tuy nhiên thì hai lần đứng thứ 2 cũng cảm thấy hơi tiếc một chút. Tớ chắc chắn mình sẽ cố gắng giành được vị trí đứng đầu. Và người về nhất trong hoạt động của Comprehensive Area ngày hôm nay, xin chúc mừng người mẫu. Lê Thu Trang thuộc team Lan Khuê.
Và điều đó cũng đồng nghĩa với người mẫu Ngọc Ánh thuộc team Thanh Hằng, bạn về vị trí thứ 3. Và Thúy cũng xin được công bố phần thưởng dành cho top 3 của hoạt động ngày hôm nay. Đó chính là một năm tham gia không giới hạn các lớp học của Olaben Studio. Và bây giờ xin mời top 3 của mình trở về vị trí để tiếp tục chúng ta sẽ đến cái phần gây cấn hơn đối với các hoạt động của Comprehensive Area. Đó chính là công bố bottom 3. So we would like to start with Miss Chris also. My bottom person, I feel bad because she has the strength to be on top, on point, and she has the body, but no creativity at all for me. So need to improve, that's why in the bottom. That person is... Thảo Đặng. Và bây giờ sẽ là bottom model của Supermentor Lan Khuê. Bạn chọn ai ạ? Cái bạn mà nằm trong cái top bottom này á, thật ra chị cũng không biết phải nói sao nữa. Linda, Trần Thùy Trang. Em biết lý do tại sao chị chọn em vào cái top bottom này không? Không phải là chị chọn nữa mà tất cả mọi người đều đồng ý với điều này. Bởi vì sao? Khi mà em bước ra set chụp á, thứ nhất là em loay hoay. Cái thứ hai là em thể hiện trong tất cả các tấm hình á, khiến mọi người cảm thấy giống như là em đang suy nghĩ trong đầu là tôi là ai? Ở đây là đâu? Mình đang làm gì? Mình thấy được rõ ràng cái sự hoang mang trong đó và cái sự bất định. Em không biết là mình phải làm gì với những cái động tác này, làm gì với gương mặt của em, làm gì với cánh tay. Thật ra em trời sinh có một body rất là người mẫu và những cái góc cạnh trên gương mặt rất là người mẫu, cho nên em không cần phải diễn nhiều, chỉ cần đưa máy ảnh lên chụp là em cũng đã có những cái shape hình rất là đẹp. Nhưng mà khi mà mình zoom cận cảnh hơn, nhìn vào biểu cảm, nhìn vào tổng thể thì mình vẫn cảm thấy rằng sự trôi bồng bềnh bất định của em. Và cái điều đó chị cũng nhìn thấy qua những cái buổi training, các bài tập training. Tất cả các bạn còn lại trong team mình, các bạn đều cố gắng, nỗ lực và làm nó rất tốt. Có những khi các bạn làm không tốt nhưng mà sau đó các bạn cũng sẽ đều cố gắng để chinh phục nó. Còn ở em, chị vẫn chưa thấy điều đó. Và ngày hôm nay chị muốn nhắc nhở em một lần nữa rằng nếu em muốn ở lại trong cái cuộc đua này lâu hơn, dài hơn với chị và với team, chị muốn nhìn thấy sự nỗ lực của em và sự cải thiện nhiều hơn rất là nhiều em nhé. Và bây giờ sẽ là sự lựa chọn của Super Coach, nghệ sĩ ưu tú Trần Hoàng Yến. Bạn nằm trong top bottom của chị. Cảm thấy bạn vào bạn cũng không phải là loay hoay đâu. Bạn vào bạn những cái bâu dáng đó là bạn đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng nó rất là cơ bản. Ví dụ như là Yến chỉ cái động tác đó ở trong lớp học và bạn đem luôn vào trong cái set chụp và nó không có cái sự nhiệt tình ở trong đó, cho nên tất nhiên bạn sẽ không có hình đẹp. Đó là bạn Phạm Hoàng Yến. Thật ra mà nói thì sau khi chụp xong set chụp phần thử thách ngày hôm nay thì mình cảm thấy là mình làm khá là tốt, bởi vì mình cũng tạo được khá là nhiều dáng, nhưng mà mình không hiểu tại sao chị Yến lại nhận xét mình như vậy, cảm xúc mình khá là buồn. Vâng, xin cảm ơn những cái nhận xét cũng như là sự lựa chọn của ba vị ban giám khảo ở đây. Vậy thì tổng kết lại ngày hôm nay chúng ta sẽ có top 3. Đó chính là Lê Thu Trang thuộc team Supermentor Lan Khuê, Chloe Phương Nguyễn thuộc team Supermentor Hương Giang và Ngọc Ánh thuộc team Supermentor Thanh Hằng. Và bottom 3 của chúng ta ngày hôm nay chính là Trần Thùy Trang thuộc team Lan Khuê, Phạm Hoàng Yến thuộc team Hồ Ngọc Hà và Thảo Đặng thuộc team Hồ Ngọc Hà. Cảm thấy có lỗi với chị Hà bởi vì không muốn chị Hà thất vọng. Và hôm nay trong thử thách này lại có hai thành viên của team và trong bottom 3. Thật sự là rất là buồn. Và đây chỉ là kết quả của hoạt động ở Comprehensive Area nhằm mục đích giúp các bạn phát triển toàn diện từ bên trong, hoàn toàn không ảnh hưởng tới kết quả loại trừ của tập này. Cho nên bây giờ thì hãy thả lỏng ra, trở về vị trí của mình, trở về phòng của mình để tiếp tục chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo. I would like to thank you Miss Chris for joining with us today. Xin cảm ơn Supermentor Lan Khuê đã đồng hành cùng tất cả top 22 của chúng tôi, và đặc biệt nhất là cảm ơn Super Coach Trần Hoàng Yến bởi vì đã mang tới những bài học hết sức tuyệt vời. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với tập 3 của The New Mentor, Người Mẫu Toàn Năng 2023. Và bây giờ sẽ là lúc tôi, Dược Sĩ Tiến, host của chương trình, sẽ công bố về hoạt động chính của tập này. Như chúng ta biết thì tâm điểm ngành thời trang đó chính là các show diễn. Và tâm điểm của các show diễn lại là các sàn runway. Có rất là nhiều cái yếu tố để quyết định là một cái show có thành công hay không, có chạm tới cảm xúc của khán giả hay không. Và chính vì vậy, hoạt động chính của tập này sẽ là một hoạt động liên quan đến catwalk. Nhưng lại catwalk
trên những địa hình liên hoàn, bao gồm là sỏi đá, cát lún, cầu thang và tạo dáng trước Glambot. Tôi xin phép được nói sơ về vai trò của New Mentor trong tập này. Chính là làm người mẫu close của phần trình diễn team mình, cũng như sẽ là catwalk director, nghĩa là bạn sẽ phải sắp xếp thứ tự đi và tuyến đi của các người mẫu khác trong phần trình diễn của team. Và cách chúng tôi ban giám khảo sẽ đánh giá sẽ bao gồm là kỹ năng catwalk của từng model, cũng như là dựa trên cái clip thu được từ Glambot ở phần tạo dáng của Glambot. Chúng tôi cũng sẽ đánh giá sự hoạt động ăn ý giữa các thành viên trong team, cũng như là đội hình kết của team mình. Rất là dễ cho team Mai để mà về làm việc nè, thời gian nè, về tổ hợp, về cái xác suất tính điểm nữa. Và bây giờ sẽ là bốn cái tên mà Super Mentor lựa chọn làm New Mentor của tập này ạ. Xin mời Super Mentor Lan Khuê. Team Lan Khuê chọn người mẫu Thu Trang. Xin mời Thu Trang bước lên một bước ạ. Team Super Mentor Hương Giang ạ. Giang muốn lựa chọn người mẫu Cao Ngân. Chắc chưa? Chắc hay không thì cũng bước lên. Và bây giờ sẽ là lựa chọn của Super Mentor Thanh Hằng. Team Thanh Hằng sẽ chọn Kim Phương. Phương là một cái người mẫu sinh ra để đi catwalk, và không chỉ là sàn ở trong nước mà cả quốc tế nữa. Và cuối cùng là team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Nguyên team của Hà đã đồng ý, đó chính là người mẫu Hoàng Yến. Yến còn nhỏ tuổi nhưng mà bạn cũng đã có kinh nghiệm rồi, nhưng mà mình nghĩ là cũng hơi hiền đó. Xin mời 4 New Mentor, các bạn sẽ bước lên đây để rút thăm thứ tự trình diễn. Trong lá thăm này sẽ có sơ đồ để các bạn bố trí đội hình kết. Trời ơi, gì mà khắc nghiệt quá. Team Super Mentor Hồ Ngọc Hà số 1, Team Super Mentor Lan Khuê số 2, Team Super Mentor Thanh Hằng số 3 và team của Super Mentor Hương Giang số 4. Và bây giờ sẽ là đặc quyền của top 3 người mẫu đã có hoạt động tốt nhất tại Comprehensive Area. Người mẫu Thu Trang sẽ mang về cho team Lan Khuê thêm 5 phút tập luyện. Người mẫu Chloe sẽ mang về cho team Hương Giang thêm 4 phút tập luyện. Và người mẫu Ngọc Ánh sẽ đem về cho team Thanh Hằng 3 phút tập luyện, nghĩa là các bạn sẽ có 23 phút. Và team Super Mentor Hồ Ngọc Hà vẫn sẽ chỉ có 20 phút mà thôi. Xin mời tất cả các team sẽ cùng tiến tới địa hình catwalk của ngày hôm nay để bắt đầu phần tập dượt theo đúng trình tự biểu diễn. Thật sự luôn là một set catwalk quá là hoành tráng luôn. Và bây giờ 20 phút tập luyện của team Super Mentor Hoàng Ngọc Hà bắt đầu. Ok, vậy bây giờ xin phép bạn thí sinh đầu tiên ạ. Chắc cái bụng lên, chắc cái bụng lên, chắc bụng lên. Đã nghĩ đến những cái thử thách về catwalk nó cũng đã rất là khó rồi, nhưng mà lại không nghĩ rằng nó lại khó đến như vậy. Mũi chân chống hai tay lên cho chắc. Cục sỏi có sỏi nhỏ, sỏi to, nó không đồng đều nên là khi mình đi thì mình khá là vấp. Đi này, mình phải tạo dáng cho nó chắc rồi mình mới đi chứ. Hít thở sâu chắc vào. 3, 2, 0. Hai, ba.
Mọi người có thấy em chưa bao giờ diễn trên sàn diễn runway, nhưng mà em lại đi rất chắc trên sỏi đá hoặc là trên cát. Em nghĩ là tại vì em là một người ED và em cũng đi ruột, đi rảy ở đó, cho nên nó cũng khá dễ dàng với em. 2, 3 một cái rồi đi. Đúng rồi. Vân đã có những cái sàn diễn đó có tính khó khăn hơn như thế này. 1, 2, 3 Yes. Ok, được. Không cần nhìn thẳng ra trước này nữa mà nhìn tới trước luôn để đi cho nó chắc. Khi xuống lúc nào cái chân mình cũng phải dò cái chắc cái mũi chân xuống cái đã này. Go. Thật sự là em cảm thấy thích té, bởi vì cái té đấy làm cho em cố gắng hơn ở cái thử thách chính. 1, 2, 3 Ngày hôm nay cũng khá là áp lực đối với em, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên mà em lead một tập thể như vậy. Đây đây, đi bắt đầu từ vào đây. Đầu tiên sẽ là chị Vân. Ok. Chị Vân, xong rồi đến chị Duyên. Nhưng mà chị nghĩ là chị đi từ trận cẩn thận. Nhưng mà chị Vân đứng trên cùng ấy là chị phải ra cuối cùng. Có nghĩa là ai ở chữ M phải đi đầu tiên á. Ai đứng vị trí nào thì mọi người sẽ đứng vị trí đấy. Nhưng mà the last one tất cả mọi người cùng ra ấy. Thì đầu tiên sẽ là số 1 ra trước. Ủa, cái người nào đứng ở chữ M thì phải đi đầu tiên chứ. Đi coi bên này xong đi xuống đây luôn chứ. Chị Thảo Đặng nói khá là nhiều và làm em bị phân vân ấy ạ. Nhớ vị trí nha. Chị Thảo ơi, đứng lùi lên. Chị sẽ đứng ở giữa ấy. Được rồi, được rồi. Ok, mọi người nhớ chưa ạ? Nhớ nha mọi người, cố gắng lên nha. Hết giờ. Mọi người nhớ nha, cố gắng lên nha. Yes. Ok ạ. Vừa làm tốt và vừa làm chưa tốt. Làm tốt là em đã vượt qua được bản thân mình, là có thể lead được mọi người. Và còn việc chưa tốt là chắc là do giọng nói của em vẫn chưa được dứt khoát và mạnh mẽ cho lắm. Superman Sùa Lan Khuê, bắt đầu. Is this the first time they see the stage? Wow, look at those shoes. Wow. 1, 2, 3. Voilà. Được cái quốc sỏi rất là khó đi và rất là dễ bị trượt chân ngã. Em cũng có loạng choạng. 2, 3. Wow. Lắm rồi không được đi sàn runway, hôm nay được đi vui quá. 2, 3 Nice. Yes. This one's wow. Perfect. That's gonna be the best one. Nhấn cái góc mạnh lên. Đúng rồi. Woo. 2, 3 Ok. Rồi, đi. Chị Trang là người có kinh nghiệm đi catwalk khá là dày dặn. Chị Trang cũng đã từng làm catwalk director cho rất là nhiều những sân khấu. 1, 2, 3 Em tự tin rằng là chị Trang là một người có thể làm tốt phần thi lần này. Ok mọi người, em số 1, em vào trong. Số 2 lên đây. Số 3 chị Bông vào chỗ bậc thứ 3 của cầu thang. Số 4 sang bên này, số 4 ở giữa này. Lùi xuống em, lùi xuống. Số 5 cạnh chữ M, số 6 ở đây. Rồi, ok mọi người nhớ vị trí như này của mình nhá. Rồi, rút vào trong, mình tập tuyến kết trước. Lúc đầu Trang hơi căng thẳng một xíu tại vì phải xem là bạn nào yếu ở chỗ nào, bạn nào giỏi chỗ nào để đẩy các bạn làm sao cho tốt để hoàn thành đúng cái phần thi của mình. Ra nào mọi người ơi. Căn khoảng cách của nhau nhá. Khi ở trên set Trang cực kỳ bình tĩnh và Trang đã sắp xếp mọi người vào những cái vị trí nó rất là đúng. Kéo một đường vào. Kéo một đường vào bên này đúng không? Đúng rồi. Phân bổ thời gian để cho team tiết kiệm thời gian nhất, để có thể tập được nhiều nhất.
thì mình thấy rằng đó là một cái điểm rất là mạnh của Lê Thu Trang. Rồi đi nào Anita, tiếp theo Ngọc Gia nào. Hơi nhanh so với lúc nãy nha. Đi nào, đi nào, đi nào. Tiếp theo chị Bông ơi. Ok, đẹp. Đẹp. Nhưng mà hơi bị vào người nhá. Cái tà hơi vào người, hất ra chị. Em nhìn cho chị Trang. Tôi mình cảm thấy tự hào với team mình ghê. Bởi vì cái sự connect với nhau. Trời ơi, các em của tôi lớn rồi. 2, 3. Em quay như vậy là đúng thời gian chưa hay là em phải quay? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 10 giây. Chuẩn bị 2, 3. Hơi nhanh. 5, một lần nữa. 4, chuẩn bị 3, 2, 3, xoay. Hết giờ. Nhanh rồi. Ý là 3 là xoay. Không phải là 1, 2, 3 xoay lì mà 1, 2, 3. Ồ, khi nào mà huyết bắt đầu vào một phát. Khuê đặt rất là nhiều niềm tin vào chiến thắng của đội Lan Khuê khi mà có Thu Trang làm mentor. Rồi bây giờ mọi người thử cái cảm giác đi qua một lần đi. Rồi mình sẽ chỉnh sửa. Đi thoải mái nhất trên cái đôi giày của mình để mà biết dựa trên đó mà xử lý nha. Mũi chân. Đi trên sỏi là cái khó nhất. Nhưng chúng tôi đã được học cái lớp ballet để giữ thăng bằng. Nếu mà gặp sự cố thì mình vẫn cảm nhận được là sắp tới mình sẽ té. Thì mình sẽ di chuyển như thế nào để mà mình vẫn giữ được độ bình tĩnh và không bị té. Có như thế nào thì vẫn tập trung vào thần thái, tạo dáng ổn định. 1, 2, 3. Yes, that's good. Ok, next. This one's so good. This, yeah, this level, good. Tự tin như Phương đó. Nếu mà mình có gặp những cái sự chênh vênh hay là cái sự cố ở trên đó, xử lý nó. 2, 3. 1, 2, 3. Được. Phong ảnh hơn nhất nha. Ok. Đi. Cái váy của em đang lợi thế là gì? Đúng rồi, quay nghiêng qua để có chuyển động. 1, 2, 3. Yeah. Mà mạnh hơn như chị lại. 1, 2, 3. Like that, yes. Tinh thần đó là đi. Vì đi ra thử thách là chỉ có một lần duy nhất mà bạn làm không chắc là coi như tôi nha, là không được nha. Cái tinh thần Phương muốn là mọi người cứng rắn lên, thể hiện mình như một robot chuyển thật đều giống như những băng truyền. Cho đến điểm này thì mình sẽ đi xuống. Trời. Lúc đó khi mà Kim Phương đứng ở trên bục và đang diễn giải trình bày, thực sự là muốn hóa điên nha. Thể hiện cái tinh thần của bộ sưu tập mạnh mẽ lên, cá tính lên à. Kim Phương nói hơi nhiều làm mất thời gian. Thứ tự đi như sau: Mai Ngô đầu tiên, đến Bùi Tường Vân, đến Ngọc Ánh, mình cuối cùng. Bình tĩnh lắm rồi nha. Rồi phần kết, Mai Ngô sẽ đứng ở vị trí đó. Mình đó là đâu? Vị trí số 1 ở giữa cái đường sỏi ha. Okay. Vị trí số 2, số 3 là của Ánh và Bùi Tường Vân. Chia sẻ thật lòng thì khả năng điều phối của Kim Phương hơi yếu. Giữa đó. Đó là đâu? Giữa cái bục đó. Hai cái bục mình vừa mới tập với Trambot đó. Thôi. Đi đi, đứng đó hoài vậy. Lúc đó là hy sinh là mất 3 phút nha, chứ không thể nào lãng phí hơn. Hình như là tập nào cũng bị chị Hằng la. Tập đi, không nói nữa. Đi đi. Đứng lên. Hai bạn đứng sực lên. Cái này cắt nha. Tại vì nhà quá ồn phải nói lớn thôi. Hai dáng thôi. Về vị trí của mình, Mai để ý Vương hai dáng và di chuyển vào trong. Còn 2 phút thôi. Run. Hurry up. Run. Chạy đi. Again, you have 2 minutes. Phương bị mất bình tĩnh ở cái phần đó tại vì bị giới hạn về thời gian. The two one in the front have to post. 1, 2, 3, go. Mai đi lên trên mất rồi. Mai ơi, sao đi lên trên? Mai ơi, phần kết thôi. Phần kết thôi. Rối nha. Khi mà không có thời gian cái xong mọi người la toán nên tự nhiên mình bị bực. 1 phút 30 giây. Leo, hurry. Từ Mai chưa xuống, Mai là người đi ra đầu tiên. Phần kết thôi. Let's go. Vân ơi. 1 phút 10 giây.
The two in the front, your last pose needs to be stronger. Do something strong, because your walk is strong. Eyes, eyes. Hai dáng mà đi vào đường đó. Phương đang bị áp lực do cái việc thể hiện mình. Thì Mai vẫn đang lắng nghe Phương, mà thấy Phương làm rất là tốt. Tự nhiên xong rồi bị nghe chửi. Phương ơi, Mai nói nha, Phương không nói rõ thì Phương không được quyền la Mai. Ok, Phương không có la. Các bạn là phân kết. Rồi, hết giờ. Phương không có la. Về phòng là nổi nóng nha. Hiện tại đang rất là bình tĩnh nha. Chúng ta phải biết lúc nào mềm và lúc nào cứng là lúc này. Rất là sharp trong ngày hôm nay. Cảm ơn Chris, cảm ơn nước kẹt. Dự sĩ tiến. Good luck. Yeah. Phương thất vọng vì Phương hơi dài dòng, chưa truyền tải rõ ràng cái mà Phương muốn mọi người làm. Mai nghĩ Phương phù hợp nhất là vẫn là catwalk model. Posing ở giữa để với cái máy robot ấy thì mình cũng hơi sợ nha. Yes, perfect. Anh ơi, chậm rồi, đúng rồi. Nào. Đúng rồi, đi chậm thôi. Kiểu đứng xong cái cổ chân nó cứ nó không vững đó mọi người, nên nó lật qua lật lại gì nè. Bình tĩnh lại. Thóc cái người xuống rộng của chân ra. Ở trên cứ đi đi đi. Làm quen sân khấu rồi xuống đây tập glam boss. 1, 2, 3. Thì move before hơi sớm, camera. Hơi sớm. Jennifer, change leg. This leg front. Đổi cái chân, đổi cái chân. Yes, better balance. Mạnh lên ra nào. 1, 2, 3. Rồi đi. 1, 2, 3. Go. 2, 3. Em ơi, thôi lại đây, lại đây. Nhanh. Nè nè, bọn em tập ý này thôi. 1, 2, 3. Buông luôn. 1, 2, 3. Bọn em đó. 1, 2, 3. After 3, you have poise. Keep it, hiểu không? Ráng cũng được, tí nữa tập sau. Bây giờ cho Ngân cầm cái đó. Các em không cần đi lại nữa nhá. Chỉ cần đứng xếp đúng cái thứ tự kết cho chị. Phương là số 1 nè, Giang là số 2, Thanh là số 3, Quỳnh là số 4, chị là số 5, em là slow nha. Yeah. Cái tinh thần lần này á, em mong muốn là mọi người kiểu diễn nó như một con mannequin sống vậy đó. Nhưng mà kiểu là phải cá tính nè, mạnh mẽ, không kém phần sang trọng cũng như là quyến rũ ở đây. Ok, bây giờ mình lên thử vị trí một xíu đi nha. À, đau không? Ngân cảm thấy mình rất là tệ. Tại vì làm kiểu như là chưa có bắt nhịp được. Mọi người nhớ chưa? Chỉ cần nhớ số thứ tự của mình là được rồi. Ồ, quên cùng tôi. Chị Cao Ngân hơi thiếu sự chủ động trong dẫn dắt các thành viên. Thì Ngân là sẽ đứng ở trên bậc cuối cùng. Thì mình đứng ở đây khoảng tầm 5 giây thôi. Mọi người đếm 1, 2, 3, 4, 5 nha. Xong là Ngân sẽ rút vô trước, rút vô từ từ á. Ờ, mình rút lên trên à? Em sợ đi sẽ khó. Là kéo vô là Ngân sẽ đi vô trước. Xong là tới Quỳnh đi vô. Chị ơi, đường vô bên kia mà. Vô bên kia hả? Đường vô bên kia mà. Ê mọi người cho em đổi lại nha. Giang ơi, Giang kéo vô luôn. Đổi lại là sao? Mọi người ơi, lúc ra là rô bên này nha. Đúng rồi, đi xuống thì dễ hơn. Còn 1 phút. Bây giờ chị không quan tâm ai new mentor nữa. Phương,
Em thi đầu tiên xong em vào là gần như em đã có thể phụ bạn này rồi. Chị đếm 1, 2, 3 thì thả người mẫu tiếp theo ra. Không ai đi lại cái sỏi này nữa để cái tỷ lệ ngã nó tăng lên à các bà. Chứ cái phẫu thuật tạo là nó rất là dễ luôn đó mọi người. Mà Ngân lại làm nó lủng củng. Không có làm được. Tôi tức. Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với hoạt động của Proving Area. Và trong hoạt động này, các người mẫu của chúng tôi sẽ phải catwalk qua địa hình liên hoàn và kết hợp với việc tạo dáng cùng Clambot trên diễn bộ sưu tập thu đông của nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Ngày hôm nay, Super Judges của chúng ta sẽ bao gồm có giám khảo quốc tế Chris Ho Hoàng, giám khảo quốc tế Lucas Martini, nhà thiết kế Trung Thanh Phong và tôi, Dược Sĩ Tiến. Cách thức chấm điểm đối với hoạt động lần này sẽ là dựa trên quá trình trình diễn của từng người mẫu cộng với video Clambot mà các thành viên trong ban giám khảo sẽ say yes hoặc no đối với video Clambot này. Với mỗi một yes của ban giám khảo, các bạn sẽ được một điểm cho team của mình. Và cuối cùng tổng kết tổng số điểm của tất cả các thành viên lại, chúng ta sẽ chia đều cho tổng số thành viên. Đối với đội hình chào kết closing thì ban giám khảo sẽ lựa chọn theo thứ tự 1, 2, 3, 4 tương ứng với số điểm là 4, 3,5, 3 và 2,5 cộng điểm trung bình của phần trình diễn solo với điểm của bàn chào kết, chúng ta sẽ có điểm cuối cùng của các team và team nào có điểm số cao nhất sẽ là team chiến thắng của hoạt động này. Em cảm thấy là luật của chương trình rất là khó. Trước khi bắt đầu hoạt động thì có thể cho tôi được hỏi Super Mentor Thanh Hằng, chị cảm thấy thế nào về cái thử thách này thông qua cái thời gian tập dượt với các người mẫu ạ? Hằng nghĩ là tất cả các người mẫu cũng hiếm khi mà được trải nghiệm một cái sân khấu mà nó liên hoàn khó khăn như thế này. Thì có khó khăn để nhìn thấy được cái bản lĩnh của các bạn cũng như là cái kinh nghiệm lâu năm của các bạn sẽ xử lý như thế nào. Nó có rất là nhiều điều hấp dẫn để chờ đợi. Dạ. Cảm ơn Super Mentor Thanh Hằng. Không biết là đối với Super Mentor Hồ Ngọc Hà, cảm thấy là thử thách này điều gì là khó khăn nhất? Bản lĩnh là cái thứ khó khăn nhất. Không phải ai cũng có bản lĩnh, kể cả những người có kinh nghiệm cũng vậy. Bản lĩnh là gì? Khi bạn vấp ngã và bạn đứng dậy, bạn tiếp tục nó như thế nào? Không ai mà không vấp ngã, nhưng mà cái cách vấp ngã của các bạn như thế nào, bạn xử lý khéo léo ra sao thì đó là cái cách mà Hà nghĩ sẽ gây ấn tượng được với cả các giám khảo quốc tế đầu kia. Vậy thì đối với Super Mentor Hương Giang, bạn cảm nhận như thế nào về cái set thử thách của chúng ta ngày hôm nay? Lúc đầu thì còn mình còn chưa hiểu lắm cái việc là tại sao các bạn lại tập trên giày mục cứng. Thế nhưng mà sau đây thì mình hiểu rằng là hóa ra là các bạn cần một cái sự thăng bằng, cần một cái trụ nó rất là vững chắc. Thực ra với tất cả các sàn diễn quốc tế, các show diễn của họ, họ đi trên sỏi, họ đi trên cát, họ đi trên cỏ, thậm chí là họ đi dưới nước. Nó không phải là lạ, nó sẽ rất là khó. Thưa mình ngồi đấy mình nói vậy thôi. Chứ giờ mà cho bốc thăm lên thị phạm có khi 4 người là coi như là chắc tay nguyện cầu không rơi vào mình. Nói thiệt. Đối với Super Mentor Lan Khuê, bạn đã đồng hành cùng với các thí sinh trong hoạt động của Comprehensive Area là lớp Ballet. Bạn sẽ có lời khuyên gì cho tất cả các thí sinh của The New Mentor 2023? Khuê có cái sự nhận diện các bạn thí sinh rõ hơn. Mình hiểu được cái điểm yếu, cái điểm mạnh, cái lợi thế của các bạn nằm ở đâu. Nhờ đó bản thân Khuê cũng rút kinh nghiệm được cho team của mình và đặt để các bạn ở những cái vị trí phù hợp. Lời khuyên mà Lan Khuê dành cho các bạn chắc là hết sức bình tĩnh, từng bước vượt qua được các thử thách. Yeah. It's quite a difficult challenge, but how do you come back from that? How do you, when you fall or you trip, you come and you're still fierce? You know, because the show must go on. You have to look professional. You have to be able to fix any problem. I want to see fierceness and teamwork. I like to say one thing. We're looking for a new mentor. If you want to be a mentor, you have to help other people too. So this is what I want to tell the kids. Even when they come out, I want to tell them that you have to appreciate all the super mentor because they're sitting here. They can go and do other jobs, have more money. But they do it for them, you know, so they have to appreciate that. And good luck with the challenge. It's not too hard, they can do it. Yeah, thank you so much. Và với nhà thiết kế Trung Thanh Phong thì bạn kỳ vọng điều gì ở các người mẫu của chúng tôi khi trình diễn bộ trang phục của bạn? Bộ sưu tập thu đông của mình với những cái thiết kế rất là thời thượng cũng như là mang tinh thần của thương hiệu rất là nhiều. Cái sự chuyên nghiệp khi các bạn thể hiện những cái thiết kế của Trung Thanh Phong thì nó phải là một cái tổng thể hài hòa, nó kết hợp giữa trang phục và thể hiện được cái cá tính và cái chất riêng của các bạn. Chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được mặc đồ của anh Trung Thanh Phong. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em đứng ở đây để em có thể mặc được bộ đồ này. Cảm ơn các chia sẻ của các Super Judges. Và bây giờ sẽ là phần thực hiện hoạt động chính thức của Proving Area bởi team đầu tiên là team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà.
ở mức trung bình. Vân đã có những cái sàn diễn nó khó khăn hơn như thế này. Một, hai, ba, quay! Vân không thấy Vân làm được tốt lắm. Cái mong muốn của mình nó hơi cao chút xíu. Thực sự là lần đầu tiên luôn mình diễn trên sàn runway nhưng mà hơi bị lo lắng. Đi nào. Đẹp nha Duyên, tạo dáng. Chị sẽ đếm 1, 2, 3, sau đó chị sẽ bảo quay nhá. 1, 2, 3, quay. Rồi lại một lần nữa, tay biên độ dạng rộng hơn một chút. Camera ready, 1, 2, 3, quay. Đi. Đi. Chắc người, chắc bụng. Chắc chắn đi từng bước một nào. Tốt. Tạo giá. Một, hai, ba, quay. Oh no. Đi. Em chưa bao giờ đi cắt bước trên sỏi vì phải những cái địa hình như thế. Nào, đi chắc lên, như một chiến binh chắc chắn lên. Tập trung từng giây một. 1, 2, 3, quay. Em đã được thấy nó trên thảm đỏ nhưng mà em cũng chưa bao giờ được trải nghiệm glam pod. Thế nên đây là cái lần đầu tiên em được thử với cái máy đó. Em cảm thấy nó rất là thú vị. Yes. Go. Đối với thử thách ngày hôm nay thì mình cảm thấy khá là khó. Cố lên nào. Cố lên. Sỏi có sỏi nhỏ, sỏi to, nó không đồng đều nên là khi mình đi thì khá là vấp. Good, đi lên, đi lên. Rồi, sẵn sàng trong đầu của mình tư thế như thế nào nhá. 1, 2, 3, lên. Nhạy hơn một chút. Hất lên, kiều hãnh lên một chút, hít thở sâu. 1, 2, 3, hất. Yes, go. Đi. Năng nhón để bước. Em muốn cho bàn chân của em được làm quen với sỏi một chút nên là em đi chậm. Tạo ra. Đi. Một, hai, ba, quay. Good. Nào Yến, đổ nhẹ một xuống một chút nha. Và nhớ nhìn sâu vào camera hơn. Một, hai, ba, xoay. Yes. Và bây giờ sẽ đến phần thi của Yến nha. Chị sẽ không nói nữa. We'll be right back.
người làm rất là smooth, rất là tuyệt vời. Vỗ tay khen mọi người. Yeah! Em tự tin rằng là team của mình sẽ thuộc vào team an toàn. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của team Superman Sờ Lan Khuê. Phần trình diễn bắt đầu. Ngay từ đầu khi mà mở màn, một cô gái vừa quốc tốt cũng như có một cái ngoại hình khác biệt như Alita sẽ rất dễ gây ấn tượng. Alita không có nhiều kinh nghiệm catwalk. Trước khi mà bước vô cái đường sỏi thì tâm trạng mình cũng có hơi lo lắng. Trước giờ thì Alita chưa nhìn thấy sàn runway nào khó đến như vậy. Máy 1, 2, 3. Lần thứ 2. 1, 2, 3. Em hồi hộp lắm, em còn không dám thở. Vô dáng nha. Khi mà vung tà thì nó sẽ rất là đẹp. Còn bộ đồ này của em thì không có bất cứ một tà nào phải vung cả. Vậy nên em sẽ phải làm nhiều động tác về hình thể, rồi tóc, rồi gương mặt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em không nhớ là em có chớp mắt hay không nữa. Trời ơi, em lo quá. Bước xuống cầu thang mà flycam bay vòng qua đầu nha. Sợ hãi nha, nhưng mà vẫn liếc cam. Với cái giao diện này của bông thì bình thường các nhà thiết kế sẽ giao cho mình những cái bộ cánh mà menswear này. Nhưng mà anh Phong lại rất mạo hiểm khi mà đưa cho bông cái bộ đầm. Nó rất là lady và có một chút tà. Nó vừa là cái khó để cho mình thực hiện thử thách, nhưng mà nó cũng là một cái điểm nhấn mà thật sự là mình phải cảm ơn anh Phong rất nhiều luôn khi đã giao cho bông cái bộ đầm này. Bởi vì khi mà mình tung cái tà ở trên Glambot ấy, mình cảm thấy là mình đã có một cái shoot hình đẹp. Đồ nhóm này đẹp nha. Đối với mình đây không phải là một thử thách khó, tại vì nó là phần chuyên môn của mình. Tôi tưởng là mình nên tôi đơ à, ai dè chăng đơ còn nhiều lúc đơ hơn tôi. Rồi, vô dáng nha. Xong chưa? 1, 2, 3. Lần thứ 2, vô dáng đi. Cầm lại cái tà nè. Đồ lợi thế như thế. Rồi, ok. Máy 1, 2, 3. Ok, đi. Khi mà đi diễn á, tất cả các sàn đều bằng phẳng, không có những cái chướng ngại vật nhiều. Nhưng mà khi nhìn thấy cái đề bài với lại nhìn thấy sàn ở thực tế thì mình hơi lo lắng một chút xíu. Nhờ cái buổi học ngày hôm qua thì mình cũng có thêm một cái chút kinh nghiệm như cái cách cô Hoàng Yến hướng dẫn, cho nên là mình cũng đã giữ thăng bằng trên cái sàn sỏi rất là tốt. Wow. Chuyên nghiệp liên được nữa thôi. Máy 1, 2, 3. Khi
catwalk thì đã là chuyên môn của các bạn người mẫu từ rất lâu rồi. Có thể là nó sẽ hơi áp lực một xíu khi phải băng qua những cái thử thách của chương trình. Thu Trang có kinh nghiệm là cô giáo dạy catwalk, có khả năng giữ thăng bằng rất là tốt. Điều đó thể hiện khi mà Thu Trang vượt qua thử thách ballet. Thì Khuê nghĩ rằng không ai phù hợp hơn ở cái vị trí new mentor và kết màn bằng Lê Thu Trang. Wow. Wow. Ra đi nha. Máy 1, 2, 3. Thật sự thử thách lần này em rất là nể chị Trang. Đều là tay Thu Trang tự đạo diễn và Khuê thật sự rất là bất ngờ. Team của mình đã hoàn thành không có một cái lỗi nào cả, thì như vậy là một cái may mắn. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của team Super Mentor Thanh Hằng. Chủ đề của bộ sưu tập Trung Thanh Phong là Futuristic. Hằng sẽ xây dựng các bạn như là bốn con robot đó, thể hiện là khi mà bước ra là xuất xưởng các bạn ra thời trang thế giới, và đồ của Trung Thanh Phong cũng xuất xưởng ra thời trang thế giới, các ngôi sao thế giới cũng đang mặc rất là nhiều. Em cảm ơn chị. Nghĩ rằng là mình đã quá đủ chuyên nghiệp để đi cầu thang không dòm và cũng không đếm. Mai đã không phải suy nghĩ nhiều, mà dùng những cái kỹ thuật và lắng nghe cơ thể mình. Trang nhà các mắt nhìn sâu vào tính trước mặt. Hiểu cái cơ thể của mình nên là để giữ cho mình không té, có nghĩa rằng mình nên giật cái cơ thể mình để mà nó cân bằng lại. Mai Ngô á, tôi thấy Mai Ngô cái giống thì cũng làm được chứ mọi người. Cái gì cũng làm được. Nó dễ bị vấp ấy. 1, 2, 3. Một lần nữa quay lại. Khi mà mình quay lại là cái lực của cái chân mình phải đập xuống mạnh chưa? Về đi. 1, 2, 3. Robot nên là phải mạnh như vậy. Tùy xem mà lên mặt có bị cứng hay không. Váy nó khó nữa. Bạn đi không tốt á thì là do cổ chân bạn chưa khỏe thôi. Dành thời gian luyện tập chắc chắn sẽ làm được. This one, the one that we come in, feel more strong, remember? Yeah. Now she changed her legs like boom.
Vì Kim Phương là một người đi catwalk rất đẹp, rất điềm tĩnh và tôn lên bộ đồ. Bốn, nhanh gọn lẹ nha. Khuê cảm thấy là đội của chị Thanh Hằng sẽ là một cái đối thủ đáng gờm của đội Lan Khuê trong cái chặng đua giành chiến thắng ở thử thách lần này. Và bây giờ phần trình diễn của team Hương Giang bắt đầu. Cái phong cách đi này vốn không phải là cái phong cách đi của mình. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là cái phong cách này đã giúp mình khá là nhiều trong cái phần thử thách này. 1, 2, 3. Bộ trang phục này như là Catwoman hay là Black Widow nhập vào mình á, vừa quyền lực, vừa sexy mà vẫn không kém phần sang trọng. Cái bộ đồ này một cách sang trọng hơn. Ngả nữa. Đây, úp mặt vào trong. 1, 2, 3. Đi. Một, hai, ba. 1, 2,
đi mạnh lên không sao hết, không bao giờ ngã. Cao dáng, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Chúc mừng team của Superman Tại Hương Giang vừa hoàn thành xong phần trình diễn của mình. Và đó cũng là phần trình diễn cuối cùng của hoạt động ngày hôm nay. Xin chào mừng top 22 người mẫu của chúng ta đã quay trở lại cùng với phần đánh giá và nhận xét từ ban giám khảo. Đầu tiên xin mời Super Judge Trung Thanh Phong. Lần đầu tiên Trung Thanh Phong được ngồi ở vị trí khán giả và ban giám khảo để xem toàn bộ cái buổi trình diễn của mình thì thật sự đó là một cái niềm rất là hạnh phúc. Và em cảm ơn cả bốn vị Supermentor rất là nhiều. Team của chị Thanh Hằng, khi lúc đầu các bạn vừa xuất hiện, Phong nghĩ rằng là thôi chết rồi, xuất hiện cùng một lúc bốn bộ trang phục như vậy còn gì đâu mà là bất ngờ. Nhưng thật sự nó không phải, cái màn xuất hiện nó quá ấn tượng. Thật sự các bạn khiến cho Phong nổi da gà. Phong cũng dành một cái lời khen cho Kim Phương. Thì thật sự đây là một trong những cái vóc dáng cũng giống như là một cái thần sắc mà của một international model mà Phong cảm thấy cái độ bình tĩnh của bạn và độ chuyên nghiệp của bạn, Phong cảm thấy rất là hài lòng. Với team Hương Giang thì thật sự luôn Phong hơi bị thất vọng một tí. Cao Ngân lại là cái người chốt show của ngày hôm nay, nhưng mà bạn đi bằng tất chiếc váy, tự nhiên nó bị tụt cái mood của Phong mất. Cái bộ váy của Cao Ngân để mà nó quá khó và nó quá dài. Tất cả các nhà thiết kế và các thương hiệu chuyên nghiệp đều luôn dành cho chúng ta một cái buổi fitting ngay từ đầu tiên. Cái váy dài của Cao Ngân á, là Phong đã fit với đôi giày 15 phân. Cao Ngân đã đổi cái đôi giày mà vô tình nó lại bị dài cái váy. Chiều nay thì mới biết rằng là cái đôi giày nó không thể đi ở đây. Đồng ý, đồng ý. Không ai muốn xách váy, nhưng mà thực sự nếu không là bạn ấy không thể bước được luôn. Cái bậc thang nó quá dài, thỏi đá nữa. Không làm như thế thì nó quá nguy hiểm cho bạn. Nếu đã xách váy, chúng ta phải xách váy thật là đẹp và thật là sang. Cảm ơn nhà thiết kế Trung Thanh Phong. I would like to invite Miss Lucas to give your comments about their performance. This challenge is quite difficult, right? You have amazing dresses. For the first team, okay, Team Ha, I want to talk about your walking. Cannot be one slow, one fast. It has to be the same because you're one team, you're one show. Different tempo, yeah. And I didn't like it at all. The second team, Lan Khuê, the only person that I did not like your walk, number two. Bảo Ngọc. Yes, too soft. Look at your dress, what you're wearing. Your dress is fierce, it's black. But when you walk like your princess. No, you're supposed to be a witch, devil, fierce. Chỉ nhìn ra được những cái mà em không thể nhìn được. Và em đến đây để tìm kiếm điều đó. Hằng. Oh my god. Rehearsal. Sitting here like a queen. Giving direction. All the other mentors standing here running back and forth. You hear, no, faster, slower, stop. I was very impressed. Thì mình vừa làm vừa tận hưởng thôi. Trong mềm mỏng thì nó có cứng. Cứng quá thì chưa chắc là tốt. Teamwork. This team was the best. So I really, really enjoyed this show. Thank you very much, Han. Jennifer, my friend, my daughter. Your team is the only team that almost every single girl, beautiful face. Yes. But walk is so weak. You didn't show me fears. It was just, so I was very disappointed. The new mentor, who was the mentor? You could not control. You should not be mentor again, honey. I agree with almost everything. Let me ask you one thing. Are you a model? What? Yes. Are you a model? Yes. What are you doing here? To win. You want to be a mentor? Do you know what is the difference between you and them? Do you think this is hard challenge? Do you think this is hard? Do you want to be the new mentor? Yes. Ở sâu bên trong mình cảm thấy như là mình được thức tỉnh. Và mình cảm thấy rằng là mình nên quyết liệt hơn. Và bây giờ sẽ là lúc mà
các thành viên của Super Judges sẽ vote cho từng model dựa trên clip glam boss của các bạn và quá trình catwalk của các bạn. Và đầu tiên sẽ là các video clip của team Super Mentor Hồ Ngọc Hà, người mẫu Như Vân. So, Chris? Yes. 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 And yes for me. Tiếp theo xin mời video clip của Nguyễn Lâm Châu. Một cái yes của anh, nhưng mà phần lớn là nghiêng về cái quá trình catwalk của Lâm Châu, chứ không phải vì cái clip này. Một cái yes của anh vì là cái thần sắc và cái finish cuối cùng của bạn nó rất là tôn sản phẩm. I would say yes. She doesn't have anything to play with, but I also would say no because she still have her hair. So you are no. Not fierce enough. Very boring. Vậy thì Nguyễn Lâm Châu có hai yes. Tiếp theo xin mời clip của Thanh Tuyền. I think it can be yes. 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 A no from me. Cái ánh mắt của em anh không thích. Tiếp theo xin mời clip của Phạm Hoàng Yến. So that's a no for me. Chris. Trung Thanh Phong. Em thì lại say yes. Đối với anh, clip này không phải là clip tệ nhưng cũng không phải là clip xuất sắc. Cái cách em giữ bình tĩnh và đặc biệt là sự đột phá của em so với những tập trước, anh sẽ say yes với em. Tiếp theo xin mời video clip của Hợi Duyên và Thảo Đặng thuộc team Hồ Ngọc Hà. A no for me. Em cũng no. No. Vậy thì tổng kết lại team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà, các bạn có 11 điểm, tương ứng với 11 yes từ ban giám khảo. Tiếp theo xin mời các video clip của team Super Mentor Lan Khuê. Đầu tiên là người mẫu Alita. Okay, yes. For me. Anh thì thấy vậy là đủ. No for me. Phải hấp tấp mạnh hơn. Thì cái này thì anh nghĩ sẽ nó sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng với anh thì anh sẽ say yes. Vậy thì Alita được 3 yes. Tiếp theo xin mời clip của người mẫu Bảo Ngọc. No, no. No của anh luôn. Và anh cũng no. Vậy thì Bảo Ngọc không có yes nào. Tiếp theo xin mời video clip của Phong Chuẩn. Nếu xét cả quá trình và trên cái clip này thì anh vẫn say yes với Bông Chuẩn. Anh say yes với lại là Bông. I will give you a yes because she did better than the first two. Yeah, three yeses. I will just give you a no because the dress is easier. Nhưng mà em có một cái ý kiến nó hơi khác với em. Đây là một cái váy cực kỳ khó bởi vì em là cái người tạo nên chiếc váy, thì em thấy chiếc váy này làm bằng kim loại. Nó rất là nặng. Bông gánh được cái chiếc váy đó từ trên nó một cách rất là ung dung thì với anh đó là một cái điểm cộng nha. Nó dễ ở phần tạo dáng nhưng cực kỳ khó phần catwalk. Vậy thì Bông Chuẩn có 3 yes. Tiếp theo xin mời video của Trần Thùy Trang. You're so lucky. Your dress helped you so much. Cannot be a no because the dress helps her everything. A yes for me also. Yes. Còn em thì lại là no bởi vì em rất là thất vọng với phần thi của Trang. Khi mà Trang bước ra thì thật sự ở dưới này rất là wow. Em không tận dụng được hai cái tà váy. Nên là anh say no. Người mẫu Trần Thùy Trang được 3 yes. Cái phần trình diễn của Kim Nhung thì anh đánh giá tốt, cho nên anh sẽ say yes tới clip này. I feel like this team, they all did the same pose. So it was just... So it's a no for me. Vậy thì người mẫu Kim Nhung chỉ có một yes. Video của em tốt, quá trình lead team của em cũng là tốt nhất trong 4 bạn được chọn làm new mentor. Catwalk của em cũng rất ok. Một chữ yes xứng đáng của anh. Yes, best okay. On the team. Yes. Vậy thì Lê Thu Trang được 4 yes. Tổng kết lại, team của Super Mentor Lan Khuê được 14 điểm. Và bây giờ sẽ là phần video của các người mẫu thuộc team Super Mentor Thanh Hằng, người mẫu Mai Ngôn. Anh say yes. Catwoman is a yes for me. She walks and she picks her character. Yeah. She's not same robot as everybody else. She's a sexy robot. You set the standard for the new mentor very high. You are the one to beat in this competition for me. Yes. Mai đã làm việc với chị Lucette từ Miss International Queen, một cái vị ban giám khảo công tâm nhất mà Mai từng thấy. Thế nên khi mà cô Lucette dành cho Mai những cái lời có cánh thì Mai rưng rưng nước mắt luôn. Vậy thì Mai Ngô có 4 yes. At first, I feel sorry because I would have to give you no. But now, I cannot say no. I you know why? Yes. I was thinking in rehearsal, much better, perfect. And then I thought during the challenge, it was terrible. But now looking at it, perfection.
hoàn toàn là sẽ yes. Vậy thì Bùi Tường Vân được 4 yes từ ban giám khảo. Tiếp theo là video clip của Ngọc Ánh. Đối với Ngọc Ánh á, cái clip này anh cũng cảm thấy nó là một clip tốt. Cho nên anh sẽ xí xóa cho em cái phần em đi cắt quốc chưa tốt. Bởi vì anh nghe lời của Superman Thùa Lan Khuê, đó là đẹp cũng là một điểm cộng. Em có 3 yes. Tiếp theo là video của Kim Phương. It would have been good, but it's not good enough. It's a no for me. Anh nghĩ là anh phải dành cho em một sự yes bởi vì cái tổng thể, bởi vì những gì em đã cố gắng và nỗ lực. I have to say no. Người mẫu Kim Phương sẽ có một yes. Vậy thì tổng điểm của team Super Mentor Thanh Hằng là 12 điểm. Và cuối cùng là team của Super Mentor Hương Giang với người mẫu đầu tiên Chloe Phương Nguyễn. Black Widow. This one you giving yes. Yes. Yes for me. Yes for me also. And yes. Vậy thì Chloe được 4 yes. Từ một người mà không gây được ấn tượng và cũng không có nhiều tố chất, dần dần ban giám khảo đang ghi nhận ở cái năng lực của mình nhiều hơn. Tiếp theo là video của Đỗ Hương Giang. Okay, then yes. And yes. Vậy thì Đỗ Hương Giang sẽ có 2 yes. For me it's a no. Anh say no. Anh say no. Em xử lý cái váy chưa có đẹp. It's a no for me. Okay, no. Cái phần xích ly ở phía trước tung lên nó phá hỏng toàn bộ thiết kế của anh. Nó mất hoàn toàn form váy và những cái gì mà gọi là tinh tế nhất mà anh gửi gắm vào chiếc váy này. Nên anh hơi buồn. Anh sẽ say no. Nguyễn Thanh là một trong những cái gương mặt rất là đẹp. Với cái mẫu trang phục này thì cái điểm nhấn của anh đó là những cái cánh bướm. Đôi khi bạn chỉ cần đứng chống nạnh đơn giản và một cái tóc bay và cái thần sắc thật là tốt thôi. Anh nghĩ nó là perfect và có thể là chọn nó làm campaign của cái collection này luôn á. Nhưng mà thật sự cái này thì nó gần như nó flop hết toàn bộ cái phần detail đẹp nhất rồi. Nên là anh sẽ say no, sorry. Rồi, vậy thì chú Quỳnh, Trao Ngân, chú Huyền Thanh không có yes nào. Like the kicking is very strange. So it's a no for me. A no for me also. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ say yes cho cái sự cố gắng của bạn. Vậy thì Trà My có một yes. Tổng kết lại, team của Hương Giang được 7 điểm. Và bây giờ sẽ là lúc tôi đại diện cho các Super Judges ở đây công bố về thứ hạng của màn trình diễn kết do các new mentor dàn dựng. Team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà, phần new mentor, các bạn được 2.5 điểm. Team của Super Mentor Hương Giang, các bạn được 3 điểm. Và team của Super Mentor Lan Khuê, các bạn được 3.5 điểm. Và cuối cùng là team của Super Mentor Thanh Hằng được 4 điểm. Và theo như tất cả những gì vừa công bố cũng như phần vote công khai thì team chiến thắng của ngày hôm nay chính là team của Super Mentor Thanh Hằng. Rất là tiếc khi mà chỉ còn một chút xíu nữa thôi là mình có thể trở thành đội chiến thắng ngày hôm nay, khi mà cái điểm số cách đội của chị Thanh Hằng cũng rất là suýt sao. Hà cũng rất hài lòng với các bạn trong đội của Hà, là các bạn ấy mới nhưng mà cũng có tư duy. Tuy nhiên có một số bạn thì mới quá nhưng mà cũng không phải là người mẫu và cũng không thể là người mẫu được. Nên là khi mà càng đi trên sàn catwalk thì càng cho Hà thấy được rằng là các bạn không thể là người mẫu. Và ngay lúc này không kịp để siêu mẫu Thanh Hằng suy nghĩ, tôi muốn chị cho ngay tôi một cái tên của team an toàn. Đầu tiên thì chị cũng cảm ơn Tiến, cảm ơn Phong và Kapunka, Chris and Lucas. Càng vào vòng trong thì mình lại càng muốn cuộc chơi nó phải cân tài cân sức và có những thí sinh đầy màu sắc, cũng như là mình tạo cơ hội cho nhiều người mẫu mà lâu nay họ chưa nhận được cái hào quang xứng đáng đối với mình. Cũng hy vọng rằng chị Thanh Hằng sẽ chọn team Lan Khuê là đội an toàn để Lan Khuê có thể giữ lại được 6 thành viên của đội mình. Và một team mà nhìn tổng quan có sự hài hòa, đó là Hương Giang. Đúng là chị Hằng đã khác xưa rất là nhiều. Ngay lúc này đây, hai chiến tuyến của The New Mentor đang được nhìn thấy một cách rất rõ nét. Thì thôi bây giờ mình chỉ có là ngồi đợi coi ai sẽ đi về và ai ở lại. Qua đây từ tập 1 đến tập 2 thì cho mọi người có thể thấy là tình bạn là cái chuyện ở ngoài cuộc sống. Còn khi đi bước vào cái cuộc chơi này ấy, thì mọi thứ phải công bằng. Sẽ có rất là nhiều phỏng đoán bởi vì cái cảm xúc là
khán giả họ sẽ thích thí sinh nào cũng như là thích huấn luyện viên nào. Xin chúc mừng Super Mentor Hương Giang và các người mẫu trong team Hương Giang. Mình hơi sốc. Giang từ đầu thì Giang lại chọn toàn những gương mặt cũ. Thì tất nhiên trong cái vòng này mà những gương mặt cũ thì các bạn hoàn toàn xứng đáng có thể có cái cơ hội đi vào trong nữa. Giữ lại những thí sinh tiềm năng nhất có nghĩa là họ cũng có khả năng là đấu và tạo ra sự khó khăn cho team của mình. Nhưng mà đó là sự hấp dẫn. Các bạn an toàn trong vòng loại này. Bây giờ sẽ là lúc mà nhà thiết kế Trung Thanh Phong cầm tay một người mẫu mà bạn sẽ chọn làm nàng thơ cho bộ sưu tập mới của mình. Wow. Và ngày hôm nay thì với tất cả những gì các bạn đã thể hiện, một lần nữa anh rất là trân trọng tất cả các bạn. Và anh cũng chúc cho các bạn trong thi này sẽ thật là tỏa sáng. Và đặc biệt các bạn đừng bao giờ từ bỏ cái đam mê của mình. Và ngày hôm nay cái người mà anh lựa chọn nó có những tiêu chí. Trước tiên nó thể hiện được tinh thần của bộ sưu tập. Thứ hai anh nghĩ bạn sẽ còn tiến xa trong thị trường của Việt Nam lẫn quốc tế. Thì anh xin phép được lên nắm tay một bạn mà theo anh nghĩ anh sẽ chọn cho nàng thơ cho campaign lần này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đây là sự lựa chọn của anh. Okay. Mai nhìn thấy được cái tiềm năng tại sao anh Trung Thanh Phong chọn Phương. Và Mai nghĩ Phương phù hợp. Xin chúc mừng người mẫu Kim Phương thuộc team Super Mentor Thanh Hằng. Bạn đã được lựa chọn làm nàng thơ trong campaign sắp tới của nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Và bây giờ thì xin mời Super Mentor Hồ Ngọc Hà và Super Mentor Lan Khuê sẽ về phòng để họp với các người mẫu và cho chúng tôi hai cái tên sẽ vào vòng loại. Xin cảm ơn Miss Chris Hawkwan, Miss Luca Martini. Cảm ơn nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Cảm ơn các bạn đã ở đây với chúng tôi. Không như mong đợi, cuối cùng team Hương Giang là team an toàn. Cảm xúc bây giờ là lại như tập trước, rất là hồi hộp. Sao cứ đến lúc này là mình cảm thấy hồi hộp thế nhỉ? Bây giờ đến phần khó cho chị đây, quyết định. Em tự cảm thấy bản thân mình nếu mà cố gắng hơn thêm một chút thì team của em đã không thua cuộc như vậy. Bởi vì ngày hôm nay mọi người đều cố gắng và mọi người có một cái sự tiến bộ hơn so với những cái thử thách trước đó. Cho nên nếu mà nói ngày hôm nay ai làm tốt hay không tốt bị đưa vào phòng loại thì cũng rất là thiệt thòi cho mọi người. Nó cũng còn là cả một quá trình. Mình cảm thấy chị Khuê không trông chờ quá nhiều vào mình cho nên là mình nghĩ người sẽ phải vào phòng nguy hiểm chính là mình. Hello, xin chào các bạn. Cuộc đời là vui buồn thất thường không ai biết nha. Ok, rồi bây giờ công tâm nè. Các bạn tự vote. Hôm nay ai xuất sắc nhất? Chị Vân. Đối với mình, chị Như Vân thật sự là một cây cột và vững chắc của team để mà có thể chỉ dẫn được những đồng đội của mình. Tiếp theo là ai? Team em chưa có một cái gì đó gọi là bứt phá. Thà như mình không tốt thì mình có thể nhận góp ý, hoặc là mình tốt hẳn luôn cũng được, mình sẽ vững tin hơn. Còn đây mình cứ đều như vậy thì nó cũng không hay á, tại vì nó rất là nhẹ. Lâm Châu. Chị đồng ý là Lâm Châu làm tốt trong thử thách lần này, kể cả đi catwalk và kể cả cách tạo dáng. Chỉ có điều là mình không có được một cái bộ trang phục sẽ giúp cho em tỏa sáng hơn, nhưng mà em vẫn làm được. Nên là Lâm Châu và Như Vân sẽ an toàn. Thì theo chị, tiếp xúc nhiều với các em từ những cái buổi training cho đến các thử thách thì chị nghĩ cái người mà chị sẽ đưa vào phòng loại là Trang Đơ. Khuê luôn cảm thấy là Thùy Trang có phần kém hơn so với tất cả các bạn. Có thể là bạn có quyết tâm nhưng mà cái cách bạn thể hiện ra ngoài không khiến cho người ta cảm thấy là bạn có quyết tâm. Thực sự mình là một người không thích chia sẻ và không biết ăn nói. Mình cũng không biết là đối với một người như mình thì có được giữ lại hay không. Lúc mà em bốc thăm về đội của chị, lúc đó em có nói với chị là em xin lỗi chị bởi vì em không phải là sự lựa chọn của chị. Nhưng mà không, chị rất cảm ơn vì có em trong team. Cái hành trình của mình tại cái chương trình này nó ngắn, nó không có dài. Mình không có nhiều thời gian để mà mình từ từ bổ sung, mà mình phải ngay lập tức rất là nhanh chóng để mà góp nhặt được những cái gì mà mình cảm thấy nó cần thiết. Còn một người thứ hai nãy giờ chị rất là đắn đo, chị không biết là phải đưa ai vào phòng loại. Nếu mà chị đưa người giỏi nhất, nếu mà hơn á, chị Thanh Hằng hay là anh Tiến Công Tâm.
Nhưng mà lỡ và xôi cái tự nhiên là mình mất luôn cái người giỏi nhất đi về. Nên chuyện này cũng khó. Trời ơi, khó quá nè. Có thể là super mentor của mình cũng không tin vào cái khả năng của bọn mình lắm. Sau khi ở cái tập trước tụi mình đã là cái đội mà đứng chót. Ở nhiệm vụ lần này thì Trang đã cảm thấy là bản thân mình đã làm tốt. Mình cảm thấy mình tốt, mình sẽ nói mình không vấn đề gì hết. Em sẽ nghĩ support. Em cảm thấy mình xứng đáng được an toàn. Còn Duyên nghĩ sao? Em nghĩ là em à? Em nghĩ là em. Nhưng mà em lại không được số vote nào. Em biết vì sao? Chị chỉ em khác. Chị nói em nhanh hơn. Mà cái tay em đưa từ, người ta không đủ kiên nhẫn để coi em đến cuối. Mặc dù thần thái em tốt, chứ không phải là không. Nhưng do cơ thể của em chuyển động bị chậm quá. Nghĩa là độ linh hoạt của mình chưa có. Hà thấy các bạn non nớt quá. Hà nhớ lại khi mà mình mười mấy, 20 tuổi, tất cả đều là bản năng. Thì Hà đã không như thế rồi. Người mẫu là phải có tố chất. Thảo Đặng nghĩ sao? Em nghĩ là em sẽ vào vòng loại trừ. Vì sao? Vì chắc chắn là em chưa làm tốt và để ảnh hưởng đến team trong ngày hôm nay. Đây cũng là một cơ hội để em có thể chia sẻ cho mọi người là vì sao em ở đây. Thế còn Yến? Em nghĩ là phần catwalk và phần glambot của em khá là tốt. Còn cái phần leader của em thì có hơi yếu ạ. Tại vì cũng là lần đầu tiên em được lead một tập thể nhóm như vậy. Catwalk của em tốt. Riêng về cái thế là chị thấy vẫn rất đẹp. Nó hơi cứng thôi. Nhưng em biết cái gì nó mất điểm không? Đó là ánh mắt của em vô hồn đó. Nghĩa là khi em vui, em buồn hay cảm xúc thì nó một cái ánh mắt đấy thôi. Nó không có nhiều ánh mắt. Mà nếu mà muốn trở thành một siêu mẫu chuyên nghiệp thì em phải tập luyện rất nhiều. Yến có rất là nhiều những cái tiềm năng ở trong. Nhưng mà Yến cần phải phát huy nhiều hơn. Đã có nghĩa lý do đó là tại sao Yến ở đây và Yến cần chị Hà giúp đỡ. Và theo như chị nhìn tổng quan chung từ tập 2, tập 3 trong quá trình bọn em luyện tập và cả bản lĩnh khi mà lên thể hiện thì top 3 nguy hiểm hôm nay ấy, sẽ là Thảo Đặng, Duyên và Yến. Lâm Châu, Thanh Tuyền và Như Vân đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút nhé. Em nghĩ là mình có giá trị đem lại cho team và trong 3 tập vừa qua thì em không hối hận và em cũng cảm thấy mình xứng đáng ở trong team chị Hồng. Mọi người có thể nói với chị một lời để cho chị cảm thấy rằng chị chắc chắn chị giữ lại bạn đó trong đội thì bạn đó sẽ bứt phá như thế nào. Chị muốn nghe em nói. Cô khóc nè. Trời ơi, em không biết sao nhưng mà bình thường em không phải là người hay khóc, nhưng mà maybe là do cái áp lực quá lớn và em chưa từng ở trong một cái môi trường nào có nhiều áp lực như này. Nên là ví dụ mà vô phòng loại á, mà gặp ôi vô phòng loại thì em khóc luôn á. Chả nói được gì. Khóc như vậy là đi về luôn. Đi về là về nhà chứ không phải là về lại stream đâu nha. Vâng. Cái mà Khuê đắn đo nhất đó chính là người thứ hai sẽ cùng Thùy Trang vào trong vòng loại. Bởi vì rõ ràng mình bắt buộc phải chọn hai người. Chị Hoa, nãy giờ chị rất là trầm ngâm. Bông và team Khuê là cũng là vì một cái rất là duyên. Thực ra mọi người cứ nói là anh Tiến rất là tức là có mối quan hệ với Bông thì anh Tiến giữ Bông lại. Nhưng mà Bông nghĩ là không phải. Anh Tiến là một người rất công bằng. Và mình nghĩ là mình cũng đã làm rất là nhiều thứ cho team. Nghĩ là mình là một cái chỗ dựa khá là vững cho tất cả mọi người. Right? Yes. Yeah, chị là chỗ dựa tinh thần của em. Khuê thấy rằng các bạn bày tỏ cảm xúc nó không ổn định lắm. Ví dụ như Bảo Ngọc là khóc rồi đó. Chỉ có chị Bông Chuẩn trả lời một cách rất là rõ ràng. Kế hoạch sắp tới trong cuộc sống và trong công việc của bọn em là gì? Yến trước. Em là muốn định hướng mình theo một mẫu chuyên nghiệp. Và em cũng muốn đi ra quốc tế để diễn những sàn runway quốc tế nữa. Nên là em vẫn sẽ theo đuổi cái công việc này của em ạ. Ok. Còn Duyên? Người mẫu là một người mà em khá yêu thích nhưng mà em có vẻ hơi tự ti với phần đó. Còn về phần hát thì em lại tự tin hơn nên em nghĩ là có thể em sẽ chọn ca hát. Dạ, ca hát. Còn Thảo Đặng? Em muốn trở thành một người có ảnh hưởng về thời trang, một fashionista. Có nghĩa là em sẽ nâng tầm được vị thế
của người mẫu, nhưng mà những cái mảng mà anh sẽ tham gia nó sẽ thiên về thời trang nhiều hơn. Ok, vậy thì mình nhường cơ hội cho bạn Yến để bạn tiếp tục cùng chị chinh chiến. Còn với giấc mơ còn lại của hai bạn thì chị nghĩ các em bước ra ngoài cuộc sống các cũng không cần chị lắm. Biết đâu bạn ấy sẽ có một cái tư duy của một người làm thời trang, một cái người nhà sáng tạo mà các bạn người mẫu khác không có. Nhưng mà đây là một cái sàn diễn dành cho người mẫu. Đầu tiên các bạn phải người mẫu đã, rồi sau đấy bạn mới là một cái new mentor khác. Nên hôm nay Duyên và Thảo Đặng sẽ là hai bạn cầm tay nhau đi vào vòng loại. Việc còn lại sẽ tùy thuộc vào sự thuyết phục của các bạn và may mắn. Chị mong nếu mà em gửi chị vào vòng loại, thật sự không phải bởi vì chị là không tốt, mà cũng không phải bởi vì em nghĩ rằng chị là stylist của anh Tiến mà anh Tiến sẽ giữ chị lại, mà thật sự là bởi vì em nghĩ ở thời điểm hiện tại nha, chắc chỉ có chị mới đủ bản lĩnh bước vào trong đó rồi nói chuyện thuyết phục chị Hằng và anh Tiến. Em rất mong chị sẽ giúp em làm điều này. Hai bạn thí sinh ở vòng loại trước bị loại thì anh Tiến có chia sẻ rằng do ở trong vòng loại các bạn đã không thể nào trả lời những cái câu hỏi, đó là lý do mà các bạn phải ra về. Cho nên ngay lập tức tôi nghĩ rằng bây giờ phải lựa một cái người nào mà có đủ bản lĩnh để có thể đối mặt với host và huấn luyện viên chiến thắng. Đó là lý do tôi chọn chị Bông. Xin chào bốn bạn. Có thể là bốn bạn sẽ hơi bất ngờ là tại sao có Mai Ngô đứng ở đây. Rất là ngạc nhiên. Mình không biết là chị Mai Ngô đứng đó để làm gì và chị Mai Ngô sẽ đóng vai trò gì trong cái phòng ngoại trừ đó. Khi mà chiến thắng thì mình sẽ là người chủ động chọn ai đó ở lại và sẽ loại ai đó đi về. Thì chị muốn trao cái quyền đó lại. Chị coi đây là một món quà để tặng lại, để dành cho các bạn. Với những sự cố gắng của các bạn, các bạn đến đây học hỏi từ các super mentor. Các bạn cũng đã đối diện ở trong vòng loại, ở cuộc thi này, ở cuộc thi khác. Và chị muốn đặc quyền ngày hôm nay, người mẫu của mình, team của mình đối diện với chuyện đó. Chị muốn Mai Ngô cùng với chị vào vòng loại. Scale cứng người. Tương lai của em sẽ là những vị huấn luyện viên. Em đang cần một cái cảm giác đối diện với một tình huống như vậy. Chị Thanh Hằng sẽ có những cái chiến lược, cái kế hoạch riêng của chị. Nên mình cứ nghe theo chị thôi. Mai Ngô sẽ đứng đây, nhưng người quyết định sẽ là chị Thanh Hằng. Với vòng thử thách vừa rồi, các bạn có nghĩ là mình đã làm thực sự tốt chưa? Điều gì khiến các bạn có thể thuyết phục được chị hoặc là anh Tiến giữ lại các bạn ở lại? Thực ra em nghĩ là em sẽ muốn nói rất là nhiều điều. Nhưng mà hiện tại đứng ở đây thì em cũng đang chưa biết bắt đầu từ đâu. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ là tại sao mình lại ở đây. Ngắn gọn, xúc tích sẽ là cái điều mà có thể khiến cho anh Tiến tin chắc rằng việc giữ chị lại là cái điều đúng đắn. Em thực sự rất là trân trọng chương trình này. Vì ngay từ khi tham gia thì em đã mất rất là nhiều thời gian để có thể tập luyện và giảm tới 8kg để có thể tự tin tham gia chương trình cùng với những bạn rất là trẻ ở đây. Và một người mà nhiều tuổi như em đứng ở đấy rất là áp lực. Vì mọi người luôn nghĩ là em đã có rất là nhiều kinh nghiệm. Khi mà mình bước vào vòng loại, mình nghĩ đây cũng là một cái cơ hội để mình giải thích được là nếu như mọi người nghĩ như thế thì mọi người thực sự chưa hiểu đúng về Bông đâu. Nhưng mà thực ra thì về kinh nghiệm là người mẫu thì em chưa có nhiều. Mười mấy năm nay em không bước lên sàn runway. Các bạn đã ở top 24 rồi. Các bạn đều đã có những kinh nghiệm làm người mẫu rồi, ít nhất là 2 năm, đúng không? Thế thì thử hỏi là ai nhiều kinh nghiệm hơn ai? Khi mà tham gia chương trình em chưa bao giờ bỏ một buổi training nào. Em tập rất là nhiều catwalk, mặc dù mỗi ngày em vẫn phải đi làm và chăm sóc con cái nữa. Em trân trọng tất cả những gì em đang có. Em nghĩ rằng mình không xứng đáng để đứng ở vòng này. Có một chút bức bối, không công bằng, không xứng đáng khi mà mình làm tốt. Hai tập vừa qua em đã làm
khá tốt trong tất cả những cái thử thách mà chương trình đưa ra. Tập thứ 2 thì em được chọn làm new mentor, thì em đã nhận được khá nhiều lời khen. Và điều đó làm cho em có động lực hơn ở tập 3. Khi mà anh Trung Thanh Phong đưa cho em bộ đồ này, em biết là nó rất là khó đi, nhưng mà khi mà nhận được thì em không từ chối và em cũng không muốn đổi một bộ khác. Và em đã cố gắng hết sức trong phần thi của mình. Em nghĩ điều đó có thể cho anh Tiến hay là chị Hằng ở đây thấy rằng em rất nghiêm túc và nỗ lực trong cuộc thi này, và em đang tiến bộ từng ngày. Em xứng đáng được có một cơ hội nữa. Xin chào chị Hằng và anh Tiến ạ. Đối với em, catwalk nó là một sự gì đó rất là quen thuộc và nó là công việc của em. Cái thể hiện của em hôm nay, em cảm thấy mình chưa quá tốt, nhưng mà em cũng đã nỗ lực hết mình. Thực sự mà nói thì em là một trong số ít thí sinh mà có rất là ít kinh nghiệm ở đây. Em chưa bao giờ sải bước trên sàn runway cả gì mà em vẫn dám đăng ký ở đây. Khi mà em bước trên sàn runway, cái thực sự con người em nó mới hừng hực trở lại. Và em thực sự muốn đem thời trang của Việt Nam mình vươn ra tế và đem lại cái vị trí mà siêu mẫu để đi ra quốc tế nhiều hơn ạ. Em muốn vươn ra bằng cách gì? Như keyword của chương trình là người mẫu toàn năng, có thể làm được tất cả mọi thứ. Em là một người mới, như mọi người cũng đã thấy từ ngay vòng casting cho đến hiện tại bây giờ, những nỗ lực của em, những điều mà em có thể làm được, và em vẫn còn rất trẻ, mới trong một vài tập thôi em đã có thể tự tin hơn một vòng đầu, thì em nghĩ là em có thể đi sâu vào chương trình này hơn. Thực ra thì nỗ lực ở đây ai cũng nỗ lực hết, nhưng chị đang muốn hỏi sâu hơn là em nghĩ là em có đặc điểm nổi bật nào có thể giúp em ở lại lâu hơn với The New Mentor và làm chương trình thú vị hơn? Em tự tin sải bước, mặc dù em chưa bao giờ sải bước trên sàn runway, thì em nghĩ là khi sau vào chương trình em có thể làm hơn thế nữa. Nếu như mà đây chỉ là một chương trình về người mẫu thôi thì em hoàn toàn sẽ không bị vào cái vòng loại này. Đầu tiên là về câu hỏi ngày hôm nay em đánh giá em làm tốt hay không, đó là về catwalk. Thì em đánh giá là so với tiêu chuẩn của người mẫu thì em không làm tốt. Cái câu chuyện mà lần đầu bước trên sàn catwalk thì nó cũng là câu chuyện của em, và em thật sự bắt đầu đi giày cao gót từ cái thời điểm em đăng ký tham gia chương trình. Nhưng mà em nghĩ là không quan trọng, quan trọng là tiêu chuẩn của chương trình phải đảm bảo. Thì em đánh giá phần đấy em làm không tốt. Nhưng có một phần mà nó không được thể hiện và giám khảo chưa được nhìn thấy, đó là cái cách mà anh tư duy như một người mentor để giúp cho team có một cái câu chuyện liên kết ở trong cái phần catwalk của mình. Mặc dù em không phải là người mentor, nhưng em có chia sẻ cho Yến về việc là khi mà mình nhận được 6 bộ trang phục và nó khá là khác nhau, nhưng mình tìm ra được một cái mạch truyện, một cái câu chuyện từ một cái kén với hai bộ đồ của Duyên và của chị Vân đến một con nhộng chuẩn bị bay, cái bướm chuẩn bị bay ra với đồ của Tuyền và của Lâm Châu, và cuối cùng là hai hình ảnh con bướm hoàn thiện của em và của Yến được đặt ở trong những nơi sỏi đá và cát bụi. Tuy nhiên là phần này em nghĩ là cũng là do cái cách mà em giao tiếp chưa được tốt để khiến cho team bị rối hơn và chưa thể hiểu được ý này và truyền đạt được ra cho ban giám khảo. Vì vậy nên cái phần ghi điểm của team là chưa có. Hôm nay nhìn thấy Thảo Đặng và Hờ Duyên vào đây á, anh không bất ngờ, bởi vì hai em không có cái yes nào từ ban giám khảo cả. Em nghĩ đó cũng là lý do mà mình vào vòng loại ngày hôm nay. Nhưng Phong Chuẩn và Thùy Trang là hai thí sinh 3 yes. Anh không hiểu là Super Mentor của em muốn chơi cái gì trong cái game này. Đây là một cuộc chơi, nó là một cuộc chiến. Đưa ai vào vòng nguy hiểm thì đều là chiến thuật của các huấn luyện viên. Và Phong Chuẩn ơi, em nói rằng là em có thể giúp được cho bạn New Mentor, kể cả ở những tập em không phải là New Mentor. Em giúp được cho cả team. Vậy tại sao Super Mentor của em lại gửi em vào đây? Đấy là một điều khá là bất công với một người như mình, hơi lấn cấn nhẹ. Khuê có nói với em rằng là bởi vì trong cả team của em, tất cả các bạn đều không có khả năng thuyết phục. Khuê nghĩ rằng là khi mà gửi em vào vòng loại thì em có thể thuyết phục chị Hằng. Và thuyết phục anh. Khi đó thì chị Bông là người trả lời được dài nhất, rõ ràng nhất. Nên là chị Khuê đã chọn chị Bông, thì mình nghĩ đó cũng là một chiến lược của chị Khuê. Đây không phải là một cuộc thi Olympic để mà ai chạy nhanh nhất thì về đích. Mình đã tham gia một chương trình truyền hình thực tế như là The New Mentor thì mình phải chấp nhận luật chơi của nó. Em không nghĩ đó là một lựa chọn đúng. Tuy nhiên là huấn luyện viên thì luôn có lựa chọn của mình, cho nên em tôn trọng điều đó. Bông hoàn toàn hiểu. Nhưng mà tất nhiên là từ mình thì mình vẫn cảm thấy là rất là buồn. Alita, đã bao giờ em vui chưa?
chị luôn thấy em một gương mặt luôn đúng không? Em thích thế hay sao? Dược sĩ Tiền nhá, mà cứu Phong Chuẩn thêm một lần nữa. Chị thấy được cái sự khát khao và đam mê trong con người của Thảo rất lớn. Khi mà ở vòng casting á, chị nhìn em chị rất là thích, rất là mới, rất là máu. Mà tới ngày hôm nay á, chị chưa thấy được cái sự chuyển mình và phát triển tốt hơn của em. Gọi là em có đam mê với người mẫu thì em thể chưa thể nói điều đấy. Nhưng mà em có được cái giá trị khi em đem tới chương trình. Với duyên em chưa có nhiều cái trải nghiệm đối với catwalk thì cái màn của em chưa phải là thực sự tốt. Nên lý do em mới đứng đây ngày hôm nay. Bông thì chị cũng rất là thích cá tính của em. Mà vòng casting á, là chị ở trong đầu chị nghĩ chị sẽ có Bông trong team của mình. Cái hành trình, cái duyên nó lại chưa có tới. Chị thích cái tính cách đối diện với em. Và em nói thật hết những dòng suy nghĩ của mình. Với sự đương đầu chị thích cái điều đó. Với Trang thì chị cũng đã gặp trước đây rồi đúng không? Mà tới ngày hôm nay Trang không có sự thay đổi tiến bộ hơn. Trang được trời cho một cái ngoại hình cao ráo với gương mặt rất là high fashion. Nhưng em chưa tận dụng nó một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Và với bốn bạn đang đứng trước mặt chị sẽ chọn thí sinh mà có phần thể hiện thử thách ngày hôm nay không tốt nhất. Chị xin lỗi là chị sẽ chọn Thảo Đặng. Em sẽ là người ra về. Thật ra là em nói là em khóc là bởi vì là cái tuyến lệ của em nó dễ chảy nước mắt chứ không phải là em muốn cái điều đấy. Em đừng vì một cái lý do nào hoặc là ngày quyết định của ngày hôm nay mà em lại chôn vùi đi những cái đam mê và khát vọng trong con người của em. Vì em là người có tư duy rất tốt, em sẽ là một người lãnh đạo tốt của sau này. Em cần thời gian để rèn giũa bản thân mình nhiều hơn. Đến thời điểm hiện tại thì em cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã nói ra được, ít nhất là đây là những cái shot hình cuối cùng của mình trong chương trình này. Thảo Đặng. Suy nghĩ rất mới. Trên sàn catwalk bây giờ thì oversize, tất cả mọi size đều có thể đi. Chúng ta phải tự tin vào cơ thể của mình và chúng ta phải biết cái gì hợp với mình. Em cũng muốn truyền đạt một cái thông điệp đó các bạn. Đầu tiên là các bạn trong team của em là các em rất là trẻ. Mình là một định nghĩa mới của một thế hệ người mẫu mới. Em sẽ là một Suy Vân đang trong tình yêu với Trần Phương. Chị Hà là người khiến em suy nghĩ nhiều nhất trong cả cái hành trình này. Cái việc em tham gia chương trình này ấy, chân thành như thế nào thì em không làm được cho chị Hà cảm thấy điều đấy. Nhưng mà em thật sự cảm ơn chị giúp cho em có thể vững vàng hơn trong bất cứ một cái công việc nào. Mình có một chút xíu vui vẻ khi mà chị Hằng loại một thành viên trong team chị Hà Hồ, khả năng ở lại của mình sẽ cao hơn. Anh sẽ đặt một cái câu hỏi cho cả ba bạn còn lại. Và bạn nào cảm thấy mình có thể trả lời trước được thì cứ trả lời. Nếu những người mẫu khác trong team của bạn ghét bạn vì bạn giỏi hơn họ thì đó là lỗi của ai? Và bạn sẽ thay đổi điều đó như thế nào? Đối với cá nhân em nghĩ là nếu một bạn trong team mà ghét mình vì mình giỏi hơn, em nghĩ là lỗi là ở bản thân họ. Khi mà em ghét ở người ta một điều gì đó, chứng tỏ điều đó cũng có ở chính bản thân em. Tại sao mình ghét người ta? Mình kém cái gì hay là mình không có gì mà mình lại ghét người ta? Em nghĩ nó tùy. Có thể là bạn kia giỏi hơn hoặc là mình kém hơn. Tại vì thấy người ta quá giỏi và mình quá kém cho nên mình ghét người ta. Nghĩa là thay đổi thì cũng không cần phải thay đổi. Em đã từng bị ghét và nói xấu rất nhiều trong công việc của mình. Nhưng em nghĩ đến cuối cùng thì mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Và việc em giỏi hơn họ hay là việc họ ghét em thì nó cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Cho nên em cứ sống cuộc đời của em thôi. Và em nghĩ rằng nó cũng không phải là lỗi của ai. Lỗi của em không phải giỏi hơn họ. Và họ ghét em thì cũng không phải lỗi của em. Nếu mà họ ghét em vì em giỏi thì ít nhiều gì em cũng đã có một sự công nhận rằng là em giỏi. Và em sẽ phải dựa vào điều đó và cố gắng nỗ lực hơn nữa. Tại vì em không thể nào mà đáp ứng được mọi sự yêu thích hay là mọi sự quý trọng của tất cả mọi người. Giỏi của em mà khiến họ ghen ghét thì cái đó em không thể nào làm gì để cho họ khỏi ghét em được. Và em vẫn sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình nữa, hơn nữa. Và bây giờ sẽ là sự lựa chọn của anh. Quan điểm của anh là như vậy. Với một bạn từ 4 điểm tiến bộ lên 7 điểm và với một bạn đang 8 điểm rưỡi dậm chân tại chỗ thì anh vẫn sẽ chọn bạn 8 điểm rưỡi.
Và cái quyết định này của anh có thể sẽ dẫn tới một cái tác hại đối với anh. Bởi vì anh nghĩ Lan Khuê gửi bông vào đây, bởi vì Lan Khuê nghĩ là anh sẽ phải khó xử, anh sẽ loại bông bởi vì sợ người đời dị nghị bông là stylist riêng của anh. Hay anh sẽ vì cái tình cảm này mà không dám loại. Con người anh rất rõ ràng. Anh Tiến là một người rất là công tư phân minh. Bạn là một thí sinh có đủ năng lực thì anh Tiến sẽ giữ người đó lại. Nếu anh vì dị nghị của khán giả mà phải loại đi một người không xứng đáng thì anh mới thật sự không xứng đáng ngồi ở đây. Và một khi anh đang train cho các bạn đang tìm kiếm the new mentor, nghĩa là các bạn phải sẵn sàng đối diện với quyết định của mình và đối diện với dư luận của công chúng, thì bản thân anh phải làm được điều đó. Cho nên anh chỉ muốn tuyên bố anh không loại bông trong vòng này, không phải vì bông là stylist riêng của anh. Nhưng điều đó khán giả tin hay không, anh không biết. Áp lực trên người của em như thế nào, em sẽ phải tự gánh. Và từng tập em đi sâu hơn, em sẽ mãi mãi mang tiếng là đang được ở lại đây bởi vì quan hệ công việc riêng với Dược Sĩ Tiến. Và nếu em không tự giải thoát mình được khỏi điều đó, em không chứng minh được quyết định của anh ngày hôm nay là đúng, thì em có lỗi với anh. Anh đã chọn cho em một mentor và quyết định là từ mentor của em. Em không thể nào mà phản biện lại được mentor của em. Đó là cái sự thiếu sót của em, bởi vì em chưa đủ quyết liệt. Sau khi anh nói như vậy ở vòng này rồi thì em nghĩ là em càng phải có cái sự quyết liệt đấy hơn khi mà tranh luận bất cứ điều gì về quyền lợi của mình. Và em nghĩ rằng là em sẽ rất lâu nữa mới gặp anh ở trong vòng loại trừ này. Em hứa điều đấy ạ. Anh hy vọng em sẽ làm được điều đó. Đây này, đây này, đây này, đây, 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 đây. Ủa rồi sao có ông Mai là sao trời? Wow, ủa sao lại có Mai Ngô? Thật ra thì ở đây mọi người sẽ rất là ngạc nhiên tại sao có Mai Ngô. Nhưng mà Hằng cũng muốn giải thích như thế này. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra new mentor. Thì các bạn được học để cách làm một lãnh đạo, để bao quát và làm rất là nhiều thứ. Hằng đã đem Mai Ngô vào để có thể chứng kiến được cái cảm giác đó, trải nghiệm cảm giác đó. Nhưng người quyết định vẫn là Hằng. Xem, học hỏi, trải nghiệm chứ không làm áp lực lên kết quả. Nhưng mà nếu như thế thì chị phải thắng thêm 3 lần nữa để chị có thể đưa đủ 3 thí sinh còn lại vào thì mới công bằng. Nếu chị Hằng có đến 4 bạn, nếu mà đã muốn các bạn có cơ hội được trải nghiệm trong vòng loại thì sao chị không mời có 4 bạn vào? Chị rất là tôn trọng chương trình, quyết định của chị là quyết định của chị. Cảm ơn Hằng đã chọn đội của Lan Khuê, cảm ơn Hằng. Đôi giày lát đòi lại nha. Đôi đó người nhà về nè. Chị biết chị làm được mà. Em cảm ơn chị. Bông chuẩn quay trở về đương nhiên là rất là vui rồi. Nhưng lúc đó mình cũng nghĩ rằng chờ chị Bông về chắc chỉ có một người trong team mình được về, quá cười còn lại chắc bị out rồi. Xin chào các Super Mentor. Trước khi cho mọi người biết được rằng là bạn tiếp theo được ở lại là ai thì Tiến muốn nói một lời cảm ơn đối với Hà, bởi vì Hà đã lựa chọn rất công tâm. Hai người mẫu mà bạn gửi vào trong phòng loại là hai bạn không có yes nào của ngày hôm nay. Nhưng anh muốn hỏi Khuê tại sao em lại gửi cả hai người mẫu đều là ba yes vào trong phòng loại. Trước khi bước vào phòng loại, em có hỏi tất cả các bạn của đội của em là các em hãy nói cho chị biết lý do tại sao các em xứng đáng ở lại với team Lan Khuê, ở lại với chương trình. Cái người trả lời tốt nhất vẫn là Bông. Bông có sự điềm tĩnh, Bông có sự chín chắn. Vậy nghĩa là từ bây giờ người mẫu nào trả lời tốt của team Lan Khuê sẽ vào phòng loại hay sao? Không anh, ở thời điểm này em thấy cái người có thể sẵn sàng để đối mặt ở trong phòng loại là Bông. Nhưng mà những lần sau chưa chắc. Mỗi một vòng thi, mỗi một thử thách, mọi thứ sẽ có sự thay đổi. Ở vòng này em muốn team của em an toàn. Đúng, em muốn làm sao có thể giữ được team của em càng đông càng tốt. Cho nên em phải đưa cái người mà có khả năng đối diện ở trong phòng loại, có người có khả năng sống sót cao nhất. Bởi vì bước vô phòng loại, anh nghĩ đi các bạn còn lại, nãy em hỏi có mấy câu thôi mà ngồi khóc. Vì vô phòng loại nói được cái gì? Làm sao mà nói là được chính kiến? Các bạn có khả năng, có năng lực. Vậy thì nghĩa là các bạn đang không phù hợp với tiêu chí The New Mentor, tại sao em phải cố gắng giữ lại? Bạn nào không phù hợp, anh nói cho em thử bạn nào không phù hợp. Bởi vì khi mà được chất vấn bạn không có khả năng trả lời, bạn chỉ để cảm xúc cuốn đi và không nói chuyện được. Vậy thì một người mẫu cho dù chuyên nghiệp tới cỡ nào, nếu không có khả năng, không có tiếng nói, làm sao làm mentor? Vậy thì em có đang hiểu tiêu chí của The New Mentor không Khuê?
ai cũng có cảm xúc. Anh cũng vậy, bây giờ anh đứng đây rất là mạnh mẽ nói với em, nhưng mà chắc gì trong tình huống khác anh còn giữ được sự mạnh mẽ và bình tĩnh đó, đúng không anh? Con người ai cũng vậy, có những lúc họ rất mạnh mẽ nhưng có những lúc họ yếu đuối, em phải bảo vệ các bạn. Vậy thì bây giờ bước vào phòng lại, em phải lựa cái người mà em biết chắc chắn rằng có khả năng đứng đó đối diện với anh. Anh Tiến đang tìm kiếm một cái người là mentor, là một người chẳng những có kỹ năng tốt mà là một cái người có khả năng hướng dẫn, có khả năng nói và kết nối. Thì rõ ràng chị Bông đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó, thì mình nghĩ cái việc đưa chị Bông vào vòng loại sẽ không có lý do gì để mà loại chị Bông. Cho nên Khoa nghĩ là anh Tiến nghĩ quá nhiều thôi. Tóm lại là người ta gửi ai vào vòng loại đúng thì gửi ai vào vòng loại là quyền của em. Có thể người ta chơi chiêu, nhưng mà bản thân mọi người trong vòng loại, mọi người biết người ta chơi chiêu mà mọi người không nắm loại thì đấy là cái lỗi của mọi người. Thôi được rồi, khổ quá, quay trở lại là bây giờ cần biết cái kết quả như thế nào. Quyết định của anh ngày hôm nay, anh sẽ loại Hợi Duyên. Cũng đã suy nghĩ trước rồi và về cái sự lựa chọn của anh Dược Sĩ Tiến và chị Thanh Hằng là mặt mình đơ ra luôn, tại vì trang đơ mà lúc đấy mình chưa kịp thể hiện cảm xúc. Hợi Duyên là thí sinh mà anh cứu luôn đúng không? Anh hy vọng là em sẽ không buồn vì quyết định này của anh. Đây là một chương trình The New Mentor. Kiếm một mentor mới, em chưa đủ, em còn quá yếu và em còn thiếu trải nghiệm. Và bây giờ xin mời Hợi Duyên background. Chọn một beauty queen để đưa vào team của chị Hồng Hà. Hợi Duyên. Em cũng cảm ơn ban tổ chức chương trình, các vị huấn luyện viên để tạo ra một sân chơi để em có cơ hội được đứng ở đây ngày hôm nay. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn hai bạn Thảo Đặng và Hợi Duyên đã tham gia chương trình. Cảm ơn tất cả những sự cố gắng, những sự vất vả, những sự nỗ lực của các bạn cho chương trình. Bởi vì không có các bạn sẽ không có chương trình. Cảm ơn hai bạn. Xin mời bạn. Chúc mừng Lan Quê bảo toàn được thí sinh. Cảm ơn anh. Mặt vẫn một cảm xúc. Em cảm thấy rằng là rất là vui khi mà team em vẫn còn đủ thành viên, cũng như là em cũng thấy rất là vui khi mà chị Trang có thể quay một lần nữa quay trở về lại với team của em. Mặt mà không có cảm xúc luôn á, cười cái coi. Hồ Duyên chẳng biết nói gì bởi vì em cũng thắc mắc Hồ Duyên tại sao lại bị lo lại. Đội hình cân ha, bên này bên kia cân. Hai chị Đại giữ chưa? Tự nhiên bây giờ hai chị Đại còn chưa có 4 thành viên bằng nhau. Tập 4, tập 5 là ngồi chơi đấy. Nhưng mà Dược Sĩ Tiến cẩn thận tập này, cộng đồng mạng nha. Nói trước. Dạ. Tiến sẵn sàng chấp nhận bởi vì Tiến nghĩ rằng là khán giả họ sẽ có cái nhìn khi họ xem được toàn bộ những sự họ việc diễn ra. Họ nhìn rất rõ luôn. Họ sẽ nhìn rất rõ. Về ngủ ngon để tập sau mình còn chiến. Chào các bạn. Chào. Các bạn chỉ nhìn hơn các bạn thí sinh khác một tí thôi. Còn để mà các bạn xứng đáng đến giờ phút này 1/3 quãng đường rồi thì Hà hoàn toàn chưa thấy bạn nào xứng đáng là một new mentor. Thôi chúng mình đi. Hằng và Hà thì cũng đã lớn và trưởng thành, thì mình biết được rằng khi mà mình bước vào cuộc chơi thì mình cũng phải chấp nhận cái điều đó. Và quan trọng hơn là mình đi tiếp sẽ như thế nào. Đông đủ quá thì nó có phải là một lợi thế hay không? Với những thử thách đầy tính chuyên môn và đòi hỏi kỹ năng cao từ các người mẫu, team của Super Mentor Thanh Hằng đã giành lấy chiến thắng đầu tiên đầy thuyết phục. Bất ngờ xảy ra khi team của Super Mentor Hồ Ngọc Hà phải nói lời chia tay với hai người mẫu Thảo Đặng và Hờ Duyên. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hồ linh hoạt đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ Tresemme tóc vào nếp vượt chuẩn salon đã đồng hành cùng chương trình.
Cảm ơn các thương hiệu trang phục Green by Trung Thanh Phong, phụ kiện Green by Trung Thanh Phong, Nails, Nail Stick by Phan Mỹ Nguyên đã đồng hành cùng chương trình. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với tập 4 của The New Mentor, Người Mẫu Toàn Năng 2023. Hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất chỉ mới bắt đầu, cuộc chiến sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước. Hãy cùng chờ xem top 20 người mẫu và các super mentor của họ sẽ có những chiến lược như thế nào. Đón xem The New Mentor phát sóng vào thứ 6 hàng tuần lúc 20 giờ trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment và 20:30 trên VTV Cup on Sport Cộng.